buổi thứ 5 tuần sau thì bên em xin phép sẽ không có buổi chia sẻ chung cho các anh chị doanh nghiệp, mà bên em sẽ có buổi chia sẻ riêng cho bên công ty ASR. Vậy nên là tuần sau thì chúng ta sẽ tạm nghỉ và hẹn gặp anh chị vào tuần sau nữa, tuần sau tiếp đó. Em mời các anh chị có thể bật video lên để mọi người có thể tương tác và có thể nhìn được nhau sau một tuần rồi không gặp mặt. Thì mời các anh chị mở camera ra để chúng ta có thể tương tác được với nhau, gặp gỡ và chia sẻ thông tin với nhau. Buổi hôm nay thì Yến có thể ghi chép lại khá nhiều đấy. Dạ vâng. Thì Yến ghi chép lại để làm thành cái tài liệu đào tạo cho những chương trình sau. Thì tôi không biết sử dụng Dạ máy vâng. tính, cho nên là không sử dụng máy tính không thành thạo, các phần mềm máy tính không thành thạo, cho nên không làm tài liệu được. Thì Các buổi đến thời điểm hiện qua tại cái buổi thì này thì qua cái dạ buổi vâng, này thì thì Yến em xin qua phép buổi này nói. thì Yến ghi chép lại và làm tài liệu luôn. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, đã đến 10 giờ 5 phút rồi ạ. Thì em xin phép bắt đầu chương trình ngày hôm nay. Để thì trước khi anh Bá chia sẻ thông tin gửi tới mọi người, thì em xin phép giới thiệu những anh chị có mặt trong buổi ngày hôm nay. Và để rút ngắn thời gian thì em xin phép mời đại diện của các công ty. Vâng, ở trên khung chat thì em thấy có khá nhiều anh chị đã vào rồi ạ. Thì em xin mời anh Hiếu của công ty 80T ạ. Xin chào thầy Bá, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì em là Hiếu, em đến từ 80T và bên em làm về lĩnh vực IT cũng như là có thêm mảng thương mại điện tử nữa. Thì hôm nay rất mong là được lắng nghe cũng chia sẻ đầy bổ ích của thầy Bá và cũng như là những sự giao lưu đến từ các anh chị. Em xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn anh ạ. Em mời đại diện công ty ASR ạ. Vâng ạ, em xin chào thầy Bá. Em xin chào tất cả mọi người. Em tên là Tuấn, em đến từ công ty ASG. Công ty em mới chuyên sản xuất phay nhựa định hình. Hôm nay thì em cũng rất mong nhận được thêm các kiến thức mới. Em xin cảm ơn. Vâng, em xin mời đại diện công ty NCS Việt Nam ạ. Mời chị Phương ạ. Em xin lỗi, em mời chị Hạnh được không ạ? Xin chào các chị, tôi là Hạnh, giám đốc điều hành của công ty NCS Việt Nam, với mong muốn là chia sẻ được những thông tin đến cộng đồng. Đằng nào cũng mình cũng mất công học và nhân sự công ty cũng học, nên là mong muốn là mở rộng và đã đề nghị nhờ được thầy Bá để dạy cho chính bản thân cũng như là các anh chị em trong công ty. Nên là khi mà cũng cùng một công như thế, thầy Bá lại chia sẻ thêm được cho nhiều người nữa thì cái đấy cũng là cái mà rất là tuyệt vời đối với bản thân tôi. Nếu như mà có các anh các chị đi cùng thì chúng tôi sẽ thầy Bá dạy sẽ hào hứng hơn và chúng tôi cũng sẽ có nhiều động lực hơn nữa để học, nên là rất mong được đồng hành cùng các anh các chị để và cùng nhận được cái giá trị mà thầy Bá đang chia sẻ. Cảm ơn, chúc các anh chị có buổi có một buổi học đầy ý nghĩa. Dạ vâng, cảm ơn chị ạ. Vâng, em xin nhắc lại chủ đề của buổi chia sẻ ngày hôm nay là cách thức xây dựng kịch bản bán hàng.
Thì trước khi chương trình diễn ra thì em thấy một số anh chị chưa đổi tên, thì các anh chị đổi tên theo cú pháp tên công ty cộng tên của anh chị giúp em ạ. Vâng, tiếp theo đây thì em xin mời anh Bá. Vâng, xin chào các anh chị. Chúc các anh chị một buổi trưa tuyệt vời, tràn đầy năng lượng. Cảm ơn các bạn VNNC đã tổ chức một cái buổi tuyệt vời ngày hôm nay và nhiều buổi khác nữa. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục cái chủ đề về bán hàng. Bán hàng là một trong công việc quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Có doanh nghiệp thì có hàng triệu khách hàng. Có những doanh nghiệp thì chỉ có 2 đến 3 khách hàng thôi. Như vậy thì cái cách thức bán hàng thì chúng ta vẫn phải thực hiện. Thì trước khi đi đến các cái kịch bản bán hàng thì trong cái quá trình đào tạo này thì tôi sẽ hướng dẫn anh chị xây dựng luôn cái quy trình bán hàng. Trước đây thì người ta gọi là quy trình bán hàng, nhưng bây giờ người ta gọi với một cái từ nó hay hơn, đó là cái quy trình hay là hành trình trải nghiệm khách hàng. Thì tùy các anh chị sử dụng ngôn từ như thế nào cũng được. Gốc của nó chỉ là cái quy trình bán hàng thôi, nhưng chúng ta có thể sử dụng một cái từ là cái hành trình trải nghiệm khách hàng trong doanh nghiệp của anh chị. Vậy thì tôi sẽ chia ra thành các cái bước, và ở mỗi một bước này thì anh chị hãy chủ động cùng với lãnh đạo xây dựng trở thành một cái quy trình. Bước thứ nhất là nhận thông tin. Khi chúng ta nhận thông tin khách hàng thì ai là người nhận, nhận từ kênh thông tin nào, và chúng ta đánh giá cái tính xác thực của thông tin đó. Đấy, bước thứ hai là chúng ta phân loại thông tin. Thì chúng ta phân loại thông tin về khách hàng thì có những cái cách phân loại như sau. Thứ nhất, ở đây là khách hàng theo đơn hàng đơn lẻ hay là khách hàng theo đơn hàng lớn. Đây là khách hàng chỉ mua một lần hay là khách hàng mua thử để sau đó có thể mua nhiều lần. Đây có phải là khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm của chúng ta rồi, lâu ngày rồi không? Đây có phải là khách hàng lâu lắm rồi mới quay lại không? Vân vân. Thứ nhất là chúng ta phân loại khách hàng theo như vậy. Cái thứ hai nữa là chúng ta phân loại khách hàng theo tình trạng khẩn cấp hay là tình trạng có thể chờ. Và chúng ta phân trong quy trình bước thứ hai, chúng ta phân loại rất rõ ra là nếu khẩn cấp thì chúng ta đưa vào ô khẩn cấp. Sau này nó có cái phần mềm quản lý. Ví dụ như tình trạng khách hàng thì chúng ta enter vào cái ô khẩn cấp, nó đưa ra cho chúng ta bao nhiêu khách hàng cần phải xử lý ngay, và khẩn cấp là trong xử lý trong vòng bao nhiêu tiếng. Nếu đã khẩn cấp thì xử lý trong vòng 3 giờ thôi. 3 giờ chúng ta phân loại nhá, 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 36 giờ. Đó, sau đó thì chúng ta 48 giờ, sau đó 1 tuần, ok. Cho chúng ta phân loại về các cái tình trạng. Thì khi doanh nghiệp của chúng ta có một cái phần mềm rồi ấy, thì chúng ta sẽ enter vào từng cái ô đấy. Và ai là người phụ trách khách hàng ở cái ô nào ấy, thì cứ lấy thông tin ra mà chạy. Vậy là bước số 2 trong quy trình, tức là phân loại khách hàng theo hai tiêu chí, đúng không? Lớn bé. Thứ hai là thời gian. Ok. Số 3 là bước số 3, quy trình ở bước số 3 là xử lý thông tin khách hàng. Thì ai là người xử lý thông tin? Và nội dung xử lý thông tin là, một là ai là người xử lý thông tin, ai, thứ hai là nội dung xử lý thông tin, thứ ba là tương tác thảo luận về mặt thông tin. Vậy thì trước khi chúng ta trả lời khách hàng, chúng ta cần phải xử lý thông tin rất kỹ. Ví dụ như chúng ta phát hiện ra là cái khách hàng này hôm nay mới liên hệ và họ yêu cầu là sáng ngày mai phải trả lời họ ngay. Sau đó chúng ta rà soát lại trong data của chúng ta. Tôi lấy ví dụ bên NRC để phát hiện ra là đây là khách hàng quen của chị Yến,
khách hàng này đã từng giao dịch với chị Yến lâu rồi. Thì vậy thì phải gọi chị Yến ra. Cái bạn sale mới ấy, cái bạn kinh doanh mới ấy, phải gọi chị Yến ra và trao đổi để đưa đến cái thống nhất về cái đặc điểm của khách hàng. Cho nên này, cái khâu xử lý thông tin này ấy, có một điểm lưu ý ghi chú nha. Nếu chúng ta chưa chắc chắn xử lý được thông tin đối với khách hàng thì chúng ta hãy hoãn lại, chậm lại. Chứ chúng ta đừng có vội vã xử lý thông tin khi chúng ta chưa chắc chắn. Ví dụ, khách hàng người ta cứ dục. Nhưng trong khi đó chúng ta lại chưa kịp xử lý thông tin. Thì chúng ta cần vẫn tương tác với khách hàng. Nhưng chúng ta một mặt chúng ta vẫn tương tác với khách hàng. Một mặt chúng ta vẫn tiếp tục xử lý thông tin. Đúng không? Sau đó thì chúng ta mới quay trở lại trả lời với khách hàng. Nhưng chúng ta cần phải có một cái sự nhận định nó chính xác là khách hàng dục chúng ta là có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là khách hàng cần thực thì khách hàng đốc dục. Và khi khách hàng cần thực đốc dục thì chúng ta cũng mà thông tin chúng ta chưa xử lý xong thì chúng ta làm những cái cách trong doanh nghiệp của chúng ta thường làm những cách như thế nào. Tôi lấy ví dụ như khi mà khách hàng rất cần mua một cái máy tính nhưng chúng ta chưa xử lý thông tin xong thì cái bạn sale là gì? Mang máy tính cho khách hàng mượn tạm đi, sau xử lý sau. Ví dụ như thế. Thế thì ở mỗi một cái sản phẩm, mỗi một dịch vụ chúng ta có cái khả năng xử lý tình huống khác nhau. Nhưng chúng ta khi mà chúng ta đã xử lý chính xác ấy, thì nó cần phải đạt được cái hiệu quả cao. Tình huống thứ hai nữa là khách hàng người ta cứ dục chúng ta, nhưng người ta dục để làm gì? Dục đấy là tình huống. Người ta dục để chúng ta vội vã ra quyết định. Và khi chúng ta vội vã ra quyết định thì chúng ta là người bị thiệt và khách hàng là người có lợi. Thế vậy thì khi mà chúng ta xử lý thông tin mà cứ bị khách hàng hối thúc ấy, thì chúng ta đặt cái tình huống này ra. Đúng không? Và trong cái tình huống này thì nó có hai kịch bản. Thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì cái quy trình này chúng ta cũng cần làm rõ, thống nhất với nhau. Để đến khi ai làm cũng được mà. Ví dụ như hôm nay ở bên NRC bạn Yến nghỉ công việc gia đình. Ok, bạn Giang có thể làm thay. Bởi vì quy trình chúng ta đã có sẵn rồi. Enter một cái trong phần mềm nó ra. Như vậy bước số 3 là bước gì? Xử lý thông tin. Tôi lưu ý bước này cần hai đặc điểm. Một là cần nhanh, nhưng lại cần chính xác. Cái người bán hàng giỏi ấy, là cái người ở cái giai đoạn này quan trọng này. Bước số 4 là phản hồi lại với khách hàng. Khi chúng ta phản hồi thông tin lại với khách hàng ấy, thì chúng ta phản hồi bằng gì? Một, bằng tin nhắn. Hai là bằng email. Ba là bằng đàm thoại. Đúng không? Và tất cả những cái phản hồi của khách hàng đấy chúng ta đều ghi âm lại. Nhưng mà đừng cho khách hàng biết. Chúng ta đều chụp lại. Nha. Ví dụ chúng ta nhắn tin cho khách hàng, chúng ta chụp lại. Email chúng ta gửi cho khách hàng, chúng ta lưu lại. Chúng ta đàm thoại với khách hàng, chúng ta ghi âm lại, nén ghi âm lại. Thì tất cả những thông tin này chúng ta cần phải lưu lại cho đến khi kết thúc cái hợp đồng. Kể cả cái giai đoạn mà còn bảo hành, chúng ta vẫn phải lưu lại cái đó. Thế thì cái phản hồi với khách hàng thì chúng ta lưu ý là khi chúng ta phản hồi với khách hàng, một là bằng mọi phương tiện, cả lời nói, cả văn bản, cả ghi âm. Bây giờ này em đang trao đổi với chị bằng nội dung điện thoại nhé. Nhưng chút nữa em xin phép soạn lại cái nội dung mà chị em mình đã thống nhất với nhau để gửi cho chị. Thì gửi cho chị qua Zalo, qua SMS hay là qua email. Thì thôi để tiện em cứ gửi cho chị cả email và cả Zalo nhé. Thế thì chúng ta gửi đi càng nhiều như vậy ấy, thì cái tính xác thực nó càng lớn. Cho nên khi chúng ta phản hồi với khách hàng thì một là chúng ta bằng nhiều phương tiện, cả nói, cả viết và cả ghi âm. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là cái thái độ mà chúng ta phản hồi với khách hàng ấy là chúng ta chịu khó lắng nghe. Chúng ta nghe nhiều hơn là chúng ta nói. Chúng ta cứ nghe những cái phản ánh của khách hàng. Chúng ta nghe những cái nhu cầu của khách hàng.
Và trong quá trình nghe thì chúng ta nếu như làm việc trực tiếp với khách hàng thì chúng ta cũng cầm một cuốn sổ với cái bút ghi chép lại. Và trong quá trình nói chuyện điện thoại thì chúng ta cũng, ví dụ như đang nói chuyện này thì cũng ghi lại. Và chúng ta cũng xin phép với khách hàng là em xin phép anh chị, tôi xin phép anh chị là cái buổi nói chuyện này tôi ghi lại nhé, tôi ghi bằng tay thôi, ghi lại những cái điểm mấu chốt. Thì chúng ta trước khi chúng ta ghi, chúng ta xin phép như thế. Khi chúng ta xin phép với khách hàng là chúng ta ghi lại ấy, nó có bốn cái tác dụng rất là lớn. Tác dụng thứ nhất là khách hàng thấy chúng ta làm việc nghiêm túc. Tác dụng thứ hai là chúng ta không quên những cái gì mà chúng ta vừa phát hiện ra. À, khách hàng đang phải. Và tác dụng thứ ba nữa là gì? Chúng ta có cơ hội để nhìn lại một lần viết là một lần nhớ. Chúng ta có cơ hội nhìn lại, nó không bị sót việc. Và cái thứ tư nữa là gì? Bản thân khách hàng cũng phải nói năng cẩn thận hơn. Từ khách hàng nói thấy là cái buổi giao tiếp của mình nó có giá trị, nó có tính pháp lý, giả vờ thế thôi. Thế nhưng mà vậy thì chúng ta cũng ghi lại, đó là cái thử xử lý thông tin. Cái đó là cái bước thứ tư, cái bước phản hồi thông tin. Cái bước số năm là tiếp tục tương tác với khách hàng. Thì chúng ta có một bạn sale phụ trách để tiếp tục tương tác với khách hàng. Ví dụ trong nhóm của chúng ta có 5 người thì chúng ta giao hẹn với khách hàng và xin phép anh chị là cái mối quan hệ với anh chị, mối quan hệ với khách hàng của anh chị thì xin phép anh chị là trong nhóm chúng tôi có một bạn phụ trách nhé. Ví dụ xin phép anh chị là cho bạn Yến phụ trách nhé. Vậy thì mọi thông tin anh chị hãy phản hồi và tương tác cùng với bạn Yến để giúp cái công việc nó thu về một mối và cái tiến độ công việc nó không bị thất lạc, thì anh chị hãy tương tác với một mối. Thế thì cái người mà chịu trách nhiệm phản hồi với khách hàng đấy cũng tương tác và báo cáo trên nhóm. Và nhanh ngay và luôn chúng ta lập một cái nhóm, ngay và luôn nha, chúng ta lập một cái nhóm gọi là nhóm tương tác về dự án A, nhóm tương tác về dự án B. Thì là một là gì? Những cái bạn mà tham gia cái dự án đấy vào nhóm. Thứ hai là khách hàng vào nhóm. Thế thì chúng ta cùng trao đổi cái gì với khách hàng, chúng ta trao đổi trên nhóm đấy luôn. Đấy là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai là chúng ta cũng lập một nhóm nữa. Từ nhóm với nhóm riêng của chúng ta, nội bộ của chúng ta là khách hàng trao đổi như thế thì chúng ta phản hồi như thế nào. Bởi vậy thì chúng ta tương tác ở trên hai nhóm với một cái đơn vị khách hàng như vậy. Thậm chí là chúng ta chỉ một nhóm mà chúng ta đã có sẵn, tức là nhóm của công ty, nhóm của sale, nhóm của cái phòng kinh doanh đấy và nhóm với khách hàng thôi. Cái này là tùy, nhưng về cơ bản là chúng ta phải hai nhóm. Khi chúng ta lập ra hai nhóm như thế này rồi ấy, thì hết sức lưu ý nhá, đừng có nhầm thông tin, gửi nhầm một phát là toang đấy. Đúng không? Chúng ta đang thảo luận nội bộ với nhau, thế sau đó chúng ta lại copy, chúng ta gửi sang cái nhóm mà có khách hàng. Cho nên chúng ta đánh dấu cái tên nhóm ấy nha, chúng ta đánh dấu cái tên nhóm ấy nó rất là khác biệt. Ví dụ nhóm mà có khách hàng thì chúng ta ghi là gì? Quý khách. Hay là chúng ta đánh một cái ngôi sao ở đấy. Cái nhóm mà nội bộ chúng ta ấy, thì chúng ta lại đánh dấu một cái dấu khác. Và chúng ta quy định, chúng ta ký quy định với nhau ấy, quy ước với nhau ở trong công ty ấy, là có cái dấu ngôi sao, ví dụ như thế là có khách hàng ở đấy đấy. Không có dấu ngôi sao tức là chúng ta nội bộ với nhau. Nhiều trường hợp là chúng ta bị nhầm xong nào đi chữa cháy. Thì tuyệt đối, nhưng đặc biệt là những bạn mới vào nghề thì hay bị cái tình huống đó. Và đó là cái phản hồi thì với khách hàng. Thì chúng ta phản hồi với khách hàng là gì? Liên tục, kịp thời. Nhưng đôi khi chúng ta hết sức lưu ý này. Đôi khi có những thông tin khách hàng hỏi và chúng ta có thể trả lời ngay, nhưng chúng ta không trả lời ngay. Đúng không? Chúng ta có thể im đi một chút. Thậm chí chúng ta trả lời là vâng xin phép anh chị để cho em hỏi lại bên bộ phận kỹ thuật đã. Vâng xin phép anh chị để cho em thảo luận lại với kế toán đã. Đúng không? Như vậy là có những cái tình huống mà nó bắt đầu đẩy trong cái quá trình tương tác ấy, nó bắt đầu làm cho chúng ta bối rối và khó một chút rồi ấy, thì chúng ta tìm cách chúng ta trì hoãn lại. Và cái tốc độ phản hồi tương tác với khách hàng nhé, cái tốc độ phản hồi tương tác với khách hàng là chúng ta thay đổi liên tục.
Có lúc chúng ta dồn dập cực nhanh, nhưng có những lúc thì chúng ta lại chậm đi. Và chúng ta có quy ước về tương tác với khách hàng. Ví dụ như là em xin phép anh chị nhé, em tương tác với anh chị trước 6 giờ sáng và sau 8 giờ tối. Thì anh chị để cái đơn hàng này nó thuận lợi ấy, thì chúng em có 2 khung giờ để tương tác như thế. Tức là trước 6 giờ sáng và sau 8 giờ tối thì anh chị muốn chọn cái khung giờ nào. Và chúng ta chỉ tương tác 30 phút thôi, trong cái khoảng thời gian 30 phút thôi. Và khi chúng ta quy định được cái quy ước được với khách hàng cái khoảng thời gian tương tác ấy, thì cái thời gian còn lại ấy, một là chúng ta đi làm đơn hàng khác, hai là chúng ta chuẩn bị cái tài liệu để chúng ta trả lời khách hàng, ba nữa là chúng ta cũng cần có sự thảo luận trong nhóm chứ, đúng không? Như vậy là cái tốc độ tương tác với khách hàng nha, chúng ta thay đổi, chúng ta áp dụng thật kỹ cái DESC vào, sau đó chúng ta tương tác thay đổi. Ví dụ như là khách hàng là chúng ta nhận định thảo luận với nhau là khách hàng thuộc nhóm ai, đúng không? Thì chúng ta cho một cái ông nhóm ai tương ứng vào tương tác cho nó vui. Nhưng mà có một ông sâu chuỗi đằng sau phải là ông nhóm C, đúng không? Thế thì tiếp, ví dụ khách hàng là nhóm D thì chúng ta cũng phải cho một cái ông nhóm C vào đấy để ông ấy điều phối, bởi ông ấy quan tâm đến số liệu, ông ấy quan tâm đến kết quả. Nhưng chúng ta cũng điều phối theo cái quy trình. Vậy thì nên có từ 2 đến 3 người chăm sóc một khách hàng. Bởi vì đôi khi khách hàng thấy là tự nhiên nói chuyện trong cái nhóm này, nói chuyện với bạn Yến thích hơn là nói chuyện với bạn khác. Thì khách này có một cái cảm tình để nói chuyện với một bạn nào đó trong cái nhóm. Thế là chúng ta thành công rồi. Khi chúng ta phát hiện được ra điều đấy thì chúng ta đẩy bạn ấy lên. Thì đấy là cái quá trình bước số 4 là phản hồi. Bước số 5 là tương tác với khách hàng. Sang bước số 6 này. Bước số 6 là hẹn gặp khách hàng. Đúng không? Bước số 6 là hẹn gặp khách hàng. Để chốt. Hẹn gặp khách hàng thì chúng ta, khi chúng ta hẹn gặp khách hàng, chúng ta hãy nghe kỹ cái cuốn ra. Chúng ta hãy nghe kỹ cái cuốn để trở thành người bán hàng xuất sắc nhé. Chúng ta xin phép hẹn gặp khách hàng không quá 30 phút. Làm việc với khách hàng nhé, không quá 30 phút. Làm việc lâu là dở đấy. Đẹp nhất là 15 đến 20 phút. Trong đó, chúng ta phân ra có 5 phút phá băng, 10 phút thảo luận về các điều khoản công việc, hợp đồng, và 5 phút chốt lại hết. Tức là khi chúng ta đã gặp khách hàng là chúng ta phải có kịch bản. Xin phép các anh chị là chúng ta sẽ có 15 phút làm việc và 20 phút làm việc. Thì nội dung sẽ là ABCD. Chúng ta thông báo trước kịch bản và chúng ta chốt. Ok. Tiếp này. Nếu như hết cái thời gian đấy rồi mà chúng ta vẫn chưa chốt được thì sao? Hết thời gian đấy chúng ta chưa chốt được. Một là do khách thay đổi. Hai là do khách yêu cầu nhiều hơn so với chúng ta tính toán. Đúng không? Thì chúng ta cũng đừng vội chốt ngay. Chúng ta có thể chậm lại mà. Bởi vì cái thế bất lợi nó đang nằm ở chúng ta. Và khi mà chúng ta phát hiện ra là khách đang rất cần, nhưng chúng ta chậm lại thì khách lại chốt ngay. Tức là cái phần, cái buổi gặp khách ấy, cái buổi gặp khách ấy, và dẫn đến các cái điều khoản chốt ấy, thì chúng ta đẩy cho khách chốt nhá. Nguyên tắc là đẩy cho khách tự chốt. Cho nên cái kỹ năng đàm phán ấy, kỹ năng đàm phán của anh chị phải rất tốt, để chúng ta đẩy cho khách tự chốt. Và cái buổi đấy có thể chúng ta ghi âm lại. Ghi âm lại: đây, trước đây anh tự chốt mà, anh tự đưa ra vấn đề và chúng em là người đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề của anh. Và đây là vấn đề anh đưa ra, đây là mong muốn của anh mà, chúng em chỉ là người đưa ra cái giải pháp đấy thôi. Chúng em mang cái máy này đến để đáp ứng cái giải pháp đấy cho anh thôi mà.
đúng không? Ok, thế tiếp nữa nào. Trong cái sang bước số 7 là chốt đơn hàng theo hợp đồng. Chốt đơn hàng theo hợp đồng thì nó có mấy cái điểm lưu ý. Điểm lưu ý thứ nhất là cái thời gian thực hiện hợp đồng. Điểm lưu ý thứ hai là thời gian thanh toán. Điểm lưu ý thứ ba là nếu xảy ra tranh chấp thì chúng ta chia ra làm hai loại. Một là xảy ra những cái mâu thuẫn để thúc đẩy hợp đồng nó tốt hơn thì chúng ta quy định cái thái độ cùng xây dựng. Tiếp, nếu như xảy ra một cái tình huống là không giải quyết được bằng sự thỏa thuận ấy, thì chúng ta gửi ra đâu? Ra trọng tài kinh tế hoặc tòa án nhân dân. Cái nơi mà chúng ta ký hợp đồng ấy, hoặc cái nơi mà công ty chúng ta đặt ấy. Ví dụ công ty của chị Hạnh là đặt ở quận Hoàn Kiếm, thì chúng ta ghi là quận Hoàn Kiếm. Ba Đình, chúng ta ghi là Ba Đình. Thì tôi đã chứng kiến một cái vụ mà rất là khổ sở, chơi 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 khó nhau ở Hà Nội à, ở Hà Nội nhá, mà khởi kiện nhau ở tận trong Cà Mau. Ôi trời ơi, mỗi lần dắt díu nhau vào trong đấy theo kiện, chơi và chơi khó nhau mà. Vì trong hợp đồng chúng ta không quy định là khởi kiện ở đâu, đúng không? Cho nên ông Hà Nội, ông ấy thừa thời gian, ông ấy thừa điều kiện, cho nên ông khởi kiện ở trong Cà Mau. Thế là mỗi một lần đi như thế thì theo anh chị, nếu như cái hợp đồng 100-200 triệu thì có theo kiện không ạ? À? Đúng không? Cho nên cái đấy điều đây điều rất là lưu ý. Nhá, vậy thì cái thời gian, và tiếp nữa là chúng ta lưu ý là nếu chúng ta bán hàng ấy, thì nó có cái bảng, các cái bản hồ sơ kèm theo về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ kèm theo có sự xác nhận của hai bên. Ok, và cái sự ràng buộc về mặt tài chính. Ok, tiếp này, cái hợp đồng này ấy, thì chúng ta có một cái mẹo như sau. Chúng ta gọi là hợp đồng mua bán hay là hợp đồng kinh tế, đúng không? Những cái mẹo của chúng ta là ghi ở dưới ấy, đóng vào đơn là mẫu hợp đồng của một cái đơn vị nào đấy, nó rất là uy tín. Ví dụ như mẫu hợp đồng của Hội Luật gia thành phố Hà Nội, à, hay là mẫu hợp đồng của tổ chức BCCI. Ok, chúng ta lưu ý là chúng ta cái đấy là cái mẹo thôi. Khi cái hợp đồng mà chúng ta đã ghi là mẫu hợp đồng theo cái chuẩn rồi ấy, của một cái ông lớn rồi ấy, thì người ta không để ý mấy, đúng không? Tức là người ta sẽ nói là cái hợp đồng này chuẩn rồi, không thảo luận nhiều đâu, thì nó giảm tải đi cho chúng ta rất là nhiều. Thì đấy là cái bước về về bước số mấy rồi ạ, chị Yến? Hẹn. Bước số mấy rồi, Yến? Bước số 6, chốt đơn hàng trong hợp đồng. À, chốt đơn hàng, ok rồi. Bước số 7. Bước số 7 là sau khi ký hợp đồng ấy. Sau khi hợp đồng rồi ấy, thì chúng ta chuyển sang bước số 7 là thực hiện hợp đồng với các điều khoản. Các bên thực hiện hợp đồng với các điều khoản. Thì chúng ta cũng chuyển cho các phòng ban thực hiện. Và đương nhiên trong hợp đồng, bộ phận nào, bên nào gây ra sự cố gì thì bộ phận đấy, bên đấy phải chịu trách nhiệm. Bước số 8 là chúng ta thực hiện đơn hàng, bàn giao cho khách hàng. Chúng ta thực hiện đơn hàng và bàn giao cho khách hàng. Thì trong cái bước số 8 này chúng ta có một điểm lưu ý là cái bạn sale ấy, bạn kinh doanh ấy, là cái bạn này phải bám sát bạn nào mà được giao phụ trách cái đơn hàng này, là phải bám sát để tương tác kết nối với các bên, từ bên vận chuyển, bên lắp đặt cho đến khách hàng, nghiệm thu vân vân, để cho nó đạt được kết quả. Thì có một bạn đứng ra làm, chịu trách nhiệm và bám sát nha. Đây là bước số 8. Bước số 9
là chúng ta chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng. Bước số 9 là chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng. Bước số 10 là chúng ta có một buổi cảm ơn khách hàng. Chúng ta có một buổi, có một gói quà đến cảm ơn khách hàng. Thì ở cái bước số 10 này là cái bước để chúng ta tăng 100% doanh số đây. Bước số 10 là bước chúng ta tăng 100% doanh số đây. Tức là khi chúng ta có một gói quà và chúng ta hẹn cảm ơn khách hàng ấy, thì chúng ta nói chuyện rất vui vẻ. Và chúng ta đặt ra một câu hỏi như sau. Trong những mối quan hệ của anh chị ấy, có những ai có nhu cầu như anh chị, hoặc anh chị thấy có những ai có nhu cầu như mình ấy, thì giới thiệu cho chúng em. Ok. Khách bảo chưa biết đâu. Thường thường khách đều nói chưa biết đâu, đúng không? Nhưng chúng ta tương tác như thế nào đó. Vâng, bây giờ anh có thể chưa nhớ ra đâu à. Mấy hôm nữa em gặp lại hoặc em điện thì anh cho em thông tin. Cho em một người thôi để chúng em có cơ hội để phục vụ được những người thân của các anh chị. Chúng em có cơ hội để làm việc sâu với anh chị hơn. Hãy giới thiệu cho em một khách hàng đi. Đúng không? Chúng ta nhờ giới thiệu không được thì chúng ta này thì chúng ta xin. Chúng ta xin ngay không được thì chúng ta hẹn mấy ngày sau chúng ta xin. Mấy ngày sau chưa được thì chúng ta anh cứ nhớ nhé. Một tuần nữa, hai tuần nữa em điện lại. Hoặc là anh bất chợt lúc nào anh nhớ ra ai anh lại giới thiệu cho em. Sếp của em bảo là làm việc với anh có lộc có duyên lắm. Cho nên kiểu gì cũng xin thêm anh một khách hàng nữa. Thì anh giúp em đi để em hoàn thành cái chỉ tiêu doanh số của tháng này, của năm này. Còn em bây giờ toang đấy. Sếp của em bị mất uy tín với sếp. Uy tín của em bây giờ là do anh tạo nên. Anh cố gắng giúp em. Ok, thế thì cái bước số 10 ấy là cái bước mà chúng ta yêu cầu khách hàng giới thiệu cho chúng ta một khách hàng như thế. Thế thì kinh nghiệm cho thấy là gì? Kinh nghiệm cho thấy là gì? Những người mà đang giao dịch với chúng ta ấy, những người mà đang mua hàng với chúng ta ấy, chung quanh họ đầy người có nhu cầu như thế. Ồ, chúng ta không phải đi đào đâu xa đâu. Chúng ta đào ngay cái gốc mà chúng ta đang đứng thôi. Đào chuẩn bằng công cụ đào chuẩn. Sau này tôi có cái bài đào tạo chia sẻ anh chị về cái cách đào này. Đào ngay cái gốc đó thì anh chị sẽ có được những khách hàng mới, không phải là một đâu mà nó nhiều nhiều khách hàng mới. Cho nên những cái bạn mà kinh doanh giỏi xuất sắc ấy, bạn ấy cái sự phát triển khách hàng của bạn ấy rất khéo, không ai biết đâu. Cứ khách hàng giới thiệu khách hàng giới thiệu khách hàng. Và tự nhiên là bạn ấy có được rất nhiều khách hàng. Ok. Bước số 11 là nhận đơn hàng thật. À, nhận được một đơn hàng tiếp theo. Nhận đơn hàng tiếp theo của cái khách cũ giới thiệu ấy. Thì chúng ta lại có một cái quy trình tương tác rất rõ ràng. À, vâng, em đến gặp anh bởi vì là có chị Hạnh là người giới thiệu. Thì em xin phép được gặp anh và em cũng vừa mới thực hiện hợp đồng cho chị Hạnh ấy. Vâng, thế sau đó thì là gì? Chúng ta lại nhờ cái người giới thiệu đấy. Em xin anh một cuộc điện thoại điện cho anh ấy giúp em với. Nha, xin một cuộc điện thoại từ máy của anh. Thế và chúng ta bắt đầu chinh phục một khách hàng mới. Và cái quá trình chinh phục này không khó nha. Bởi vì chúng ta đã làm rồi. Cả một cái uy tín của khách hàng cũ đã đứng ở đấy rồi. Cho nên chúng ta chinh phục không khó đâu. Ok, đấy là bước số 11. Bước số 12 này là xây dựng data và phân loại khách hàng. Xây dựng data và phân loại khách hàng. Vàng, bạc, kim cương, đồng đen gì đấy. Ok. Bước số 13 là vinh danh khách hàng. Cảm ơn và vinh danh khách hàng. Ok. Vậy trong doanh nghiệp của anh chị xây dựng 13 cái bước này gọi là quy trình trải nghiệm khách hàng. Hay là quy trình bán hàng. Nếu anh chị chưa có thì tập trung vào làm đi. Sau khi anh chị làm xong được cái quy trình này ấy, một là bằng văn bản. Quy trình một là bằng văn bản. Thứ hai là bằng cái gì? Sơ đồ, hình ảnh.
Thứ ba là bằng gì? Bằng video. Ok. Thì những bạn nhân viên sau đến ấy, các bạn ấy làm việc ấy vô cùng là sung sướng. Ô cái công ty này nó chuyên nghiệp thế nhỉ? Mình đến mình chẳng biết gì cả mà mình bán hàng như là các bạn đã có một cái cảm giác bán hàng như đi chơi ấy, thì các bạn mới vui mới thích. Đúng không? Như vậy mà và chúng ta lúc đấy chỉ cần động viên các bạn nhân viên mới là gì? Cái mũi khoan đầu tiên bao giờ nó cũng khó khăn. Nhưng sau khi chúng ta khoan được cái mũi khoan đầu tiên thì nó mở bung ra cả một cái tầng hầm. Ồ, rất là tuyệt vời. Thì những cái công ty mà dễ tuyển được nhân sự bán hàng, nhân sự sale hay không thì nó nằm ở cái quy trình này. Và chúng ta đào tạo nhau những quy trình này. Thì vậy thì cái việc đầu tiên trước khi chúng ta trở thành bán hàng xuất sắc, chúng ta trở thành bán hàng giỏi thì chúng ta xây dựng cái quy trình trải nghiệm khách hàng trong doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp có một sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Cho nên cái quy trình là nó không giống nhau. Tôi chỉ đưa ra cái cách thức xây, các cái bước xây và cách thức xây để anh chị tự xây thôi. Còn nếu như mà để hỗ trợ anh chị xây được ấy, tôi hỗ trợ được anh chị xây ấy, thì tôi phải đồng hành với anh chị khá lâu đấy. Bởi vì lúc đấy tôi mới bắt đầu tôi hiểu. Tôi bắt đầu tôi đi tìm hiểu về sản phẩm dịch vụ của anh chị. Thì lúc đấy mới bắt đầu hướng dẫn được anh chị. Cho nên anh chị là những người đang làm. Tôi là người cung cấp công cụ. Anh chị tự làm đi. Và đúng là khi anh chị tự làm được ấy, sau đó thì anh chị dạy được người khác làm ấy, thì anh chị trở thành thầy. Ồ, trong công việc làm rất là cảm hứng. Sau đây thì chị Yến sẽ nhắc lại 13 cái bước về trải nghiệm, hành trình trải nghiệm khách hàng. Nhắc lại cho tôi 13 bước và sau đó thì có những câu hỏi hỏi đáp về phần này. Và xin mời chị Yến giúp tôi. Vâng ạ, em xin đọc lại ạ. Bước 1, nhận thông tin. Bước 2, phân loại thông tin khách hàng theo tình trạng. Bước 3, xử lý thông tin khách hàng. Bước 4, phản hồi lại khách hàng. Bước 5, hẹn gặp khách hàng theo thời gian quy định. Bước 6, chốt đơn hàng trong hợp đồng. Bước 7, thực hiện hợp đồng với các điều khoản. Bước 8, thực hiện đơn hàng và bàn giao cho khách. Bước 9, chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Bước 10, sẽ có buổi cảm ơn khách hàng. Bước 11, nhận đơn hàng tiếp theo. Bước 10, tôi xin ngắt lời. Bước số 10 là bước đào tạo khách hàng. Bước 10 là đào tạo khách hàng bán hàng cho chúng ta. Bước 10 là đào tạo khách hàng bán hàng cho chúng ta mà khách hàng không biết. Tức là tự nhiên chúng ta đào tạo được một cán bộ sale mà khách hàng không biết. Bước đấy là bước số 10. Bước tiếp đi ạ. Bước 11 là buổi cảm ơn khách hàng. Bước 12 nhận đơn hàng tiếp theo. Và bước 13 cảm ơn và vinh danh khách hàng. Ok. Tôi nhắc lại nha, bước số 10 là bước đào tạo khách hàng này. Bước 10 là bước đào tạo khách hàng để đi bán hàng cho chúng ta. Bước số 11 là nhận đơn hàng tiếp của khách hàng giới thiệu. Ok, bước số 12 mới là xây dựng data và phân loại. Bước số 13 là vinh danh khách hàng. Ok. Thứ nhất là anh chị, hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là anh chị cảm nhận được như thế nào về 13 cái bước trong cái quy trình bán hàng? Cảm nhận như thế nào này? Là câu thứ nhất. Câu thứ hai là có phù hợp với doanh nghiệp của anh chị không? Câu thứ ba là anh chị có bổ sung thêm gì không? Chị Yến giúp tôi ạ. Xin hỏi 3-4 anh chị. Và anh chị có những câu hỏi gì ạ? Thì cứ đặt ra câu hỏi ạ. Dạ vâng ạ. Em xin mời các anh chị. Trong buổi hôm nay các anh chị có những thông tin gì chia sẻ và có câu hỏi gì, cũng như là mong muốn bổ sung thêm gì vào quy trình này thì mời các anh chị có thể giơ tay để phát biểu ạ. Em thấy có cánh tay của chị Hạnh bên công ty Facebook ạ. Em mời chị ạ. Alo ạ. Em cảm ơn thầy. Em thấy rất là phù hợp ở bên chỗ em. Và qua cái buổi hôm nay thì chắc là bên công ty, ngoài các bạn ở nhóm sale, mà chính các bạn ở nhóm sale và các bạn ngoài nhóm sale cũng sẽ hệ thống lại được cái việc làm marketing cũng như là bán hàng như thế nào. Mà cái việc này là em cũng bị hay là gọi là được yêu cầu rất nhiều lần. Nhưng chính xác là em cũng không biết là làm thế nào để cho nó bài bản như thế này. Vì từ trước đến giờ em hầu như em đều làm theo bản năng nhiều. Và em cũng thấy có một cái may mắn là
cái bản năng đấy của em nó đã đi đúng. Nên nhân tiện ở đây cũng các bạn của NC cũng nhiều và các anh chị khác thì em cũng xin phép là được chia sẻ là đúng là trước đây thì em đi làm và khi thì lúc ban đầu là em đi khai thác doanh nghiệp. Thì khi đấy là những cái lần đi mà khảo sát cho cái dự án của Zetro ấy, thì bên em là bên ngành sản xuất chế tạo. Nên ví dụ như em xuống mà em gặp với công ty như công ty anh Ngọc làm ASG thì bao giờ em cũng khai thác là à anh ép nhựa thế thì khuôn anh làm, anh đang đặt ở đâu? Anh đang đặt bên đấy nó thế nào? Bên đấy làm tốt không anh? À, bên đấy tức là qua tùy theo cái cách mà người ta trả lời lại mình để em dẫn dắt, ô thế thì hay anh giới thiệu giúp em bên đấy để em còn giới thiệu khách Nhật đến đặt hàng thêm cho người ta, chắc là anh cũng mong muốn để người ta cùng phát triển. Đó là tất nhiên là tùy mỗi lúc mà mình sẽ có những câu nói kiểu vậy. Và chính vì vậy mà cái buổi đi khảo sát của em ấy thường là đi 4, kế hoạch là đi 4 thì sẽ đem về 6. Rất ít khi mà em đem về ít hơn, nên luôn luôn là vượt kế hoạch. Thế bây giờ thầy hôm nay nghe thầy nói thì tự nhiên em mới nhớ lại là đúng là em đã làm những cái việc như vậy, là luôn luôn khai thác từ trong chính những cái đấy. Ví dụ gặp công ty mà làm về khuôn thì lại hỏi luôn, thế thì dích anh làm ở đâu, khuôn của anh. Nhưng đương nhiên cái phần này nó lại phải liên quan đến kiến thức ngành nữa thì mình mới có thể khai thác được khách, bởi vì khi mình nói chuyện thì khách người ta mới biết được là mình cũng có thực sự quan tâm và mình cũng hiểu về ngành, người ta mới trả lời kỹ cho mình và người ta giới thiệu khách cho mình. Nên những cái ngày đi khảo sát đấy là đối với em, cái hồi mà mới đi làm ấy, năng lượng nó mạnh lắm. Bây giờ thì nó cũng mạnh nhưng mà nó vẫn mạnh, vẫn tự tin nhưng theo một cái hướng khác. Ví dụ như bây giờ thì là em cũng vẫn nói chuyện nhưng mà thường là em sẽ để xác nhận lại là à thế thì chắc là anh đặt công ty đấy ở đâu nhỉ, hay là giám đốc tên là gì nhỉ, và em sẽ nói được ra về những cái công ty đấy. Thì mục đích lúc này em nói ra ở đây là để cho người ta thấy cái uy tín của NRC nó rất là mạnh, cái tầm ảnh hưởng của NRC nó đã lan tỏa đến rất là nhiều nơi. Và rất là xin lỗi là hôm nay mới được biết đến anh, đây là cũng là một cái thiếu sót của NRC. Tuy nhiên là NRC cũng biết nhiều nhưng chưa phải là biết hết. Nên nếu mà chúng em có được thông tin của các anh thì cái việc kết nối cho với các doanh nghiệp Nhật thì nó sẽ được nhiều hơn. Thì cái mục đích của em lúc này, cái ý nghĩa của cái câu nói ngày trước là em xin thật. Bây giờ em xin nhưng xin theo một cách khác. Em xin theo cách là nếu mà anh giới thiệu cho em thì đấy là một việc mà anh đang làm rất là tốt, nó sẽ tốt cho tất cả chúng ta. Và em không xin trực tiếp nữa, em không năn nỉ, nhưng em sẽ gợi để cho khách thấy là khách cần phải có doanh nghiệp, cần phải chắc chắn chỗ bà này giống như kiểu một cái mỏ gì đấy, một cái mỏ vàng mà chắc chắn đem đến lợi ích cho mình và mọi người, nên không thể không giới thiệu người ta đến với mình được. Vâng, em xin phép mà chia sẻ thông tin như vậy, cũng là cái mong muốn mà chia sẻ nhân tiện ở đây để chia sẻ lại với cả các bạn trong NRC về cách mà em đã làm. Cảm ơn chị Hạnh rất nhiều. Chị Hạnh đã ở một cái đẳng cấp rất cao của bán hàng rồi. Việc của chị Hạnh bây giờ chỉ có hai việc thôi. Một là đốc thúc các bạn ấy hoàn thành lại cái quy trình này. Hai nữa là chia sẻ những kinh nghiệm mà chị đã đi với doanh nghiệp. Thế là các bạn ấy chạy tốt, chị chỉ làm đúng hai việc đấy thôi. Và đúng là các bạn ấy bây giờ đang làm giống như giai đoạn đầu của chị Hạnh làm. Và chị Hạnh là người truyền cảm hứng để các bạn ấy chạy. Rất là tuyệt vời. Xin mời chị Yến tiếp tục ạ. Em cảm ơn chị. Em mời các anh chị ở các công ty khác ạ. Các anh chị có chia sẻ hay có câu hỏi gì cần đặt ra không ạ? Nếu các anh chị có chia sẻ hay có câu hỏi thì mời các anh chị có thể giơ tay. Vâng, em thấy có cánh tay của chị Phương, công ty là CS Quốc ạ. Em mời chị Phương. Nào, em chào thầy Bá, chào tất cả các anh chị. Em xin cảm ơn những chia sẻ rất tuyệt vời của thầy. Nói tiếp phần của chị Hạnh thì lúc nãy thầy Bá có nói bây giờ chị Hạnh làm đúng hai việc ấy, thì em cũng xin hỏi ý kiến của thầy. Chắc là thầy cũng đã trải qua rồi thì thầy có thể cho chúng em xin kinh nghiệm ở phần là làm thế nào để đúc kết được những cái phần mà chị Hạnh chia sẻ lại cho mọi người ấy. Là chị Hạnh thì đi bán hàng rất giỏi, nhưng mà chị ấy có một điểm là chị nói xong chị quên luôn, là bọn em đang chưa tập hợp được một cái bộ tài liệu để có thể chuyển hóa những cái gì là kinh nghiệm, kỹ năng của chị ấy dành cho những người khác. Đấy. Thì em đang muốn hỏi bí quyết của thầy Bá trong chính hệ thống của thầy thì làm thế nào để thầy truyền tải kinh nghiệm bán hàng của thầy cho các bạn khác. Rất là tuyệt vời. Thì cảm ơn thầy. Tóm lại là hãy xây dựng các tình huống bán hàng. Ok,
nhá. Bây giờ chị Phương làm một cái việc cực kỳ quan trọng là liệt kê ra các cái tình huống tiếp xúc khách hàng, các tình huống bán hàng, thì nó sẽ có các cái nhóm sau, các cái nhóm như sau. Nhóm thứ nhất là khách hàng mới toanh, vừa mới gặp, vừa mới được giới thiệu, đấy là nhóm thứ nhất. Thì tình huống nó có những tình huống gì? Nhóm thứ hai là gặp khách hàng mà được gặp khách hàng, tức là đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta rồi, tức là khách hàng cũ, nhưng mà cũng cũ vừa phải thôi, mới sử dụng một hai lần. Nhóm thứ ba là gặp khách hàng mà đã đồng hành với chúng ta rất nhiều rồi. Nhóm thứ tư là gặp cái khách hàng mà đã không chỉ sử dụng sản phẩm dịch vụ của chúng ta mà còn đi bán hàng cho chúng ta ở ngoài kia rất nhiều rồi. Đấy là nhóm thứ tư. Ok. Thế thì bốn nhóm này, mỗi một nhóm đâu đó nhé, mỗi một nhóm đâu đó nó có từ 15 đến 21 tình huống. Thì xây dựng gì? Đúng không? 4 nhóm, 4 nhân V2 khoảng 100 đến 120 tình huống. Thì 100 đến 120 tình huống này ghi chép lại chi tiết và xây dựng cái video. Hình dung không? Xây dựng video và nó thành một cái kho. Thì có 4 nhóm chúng ta đưa vào 4 khung thư viện. Thì 4 cái khung đấy nó có những tình huống nào? Thì cái kinh nghiệm của chị Hạnh là vô cùng nhiều, bởi vì hơn 10 năm nay nhiều lắm. Thì việc còn lại bây giờ là mỗi một lần chị Hạnh nói là ghi âm lại và xây dựng tình huống. Sau đó thì xây dựng kịch bản hỏi đáp. Thế thì khi mà chúng ta có được cái kho này, thì câu hỏi đặt ra nhé. Khi chúng ta có được cái kho kịch bản bán hàng này, thì nó thúc đẩy cái quá trình bán hàng của chúng ta có phải tăng được 30% doanh số không? Thứ nhất. Thứ hai nữa là chúng ta tuyển dụng nhân sự vào bán hàng có phải dễ dàng không? Đúng không? Cái thứ ba nữa là cái không khí làm việc cực kỳ vui vẻ, đúng không? Mà cái thứ tư nữa là gì? Rõ ràng chị Hạnh không xuất hiện ở công ty, nhưng cái hình ảnh và tính ảnh hưởng của chị ấy vẫn còn ở đấy mà, đúng không? Thì cái câu hỏi của chị Phương rất hay. Chúng tôi cũng đã làm thế rồi, tức là chúng tôi cũng đã xây dựng các cái kịch bản bán hàng, thậm chí là chúng tôi xây dựng cả những gì, cái tình huống xảy ra, cái tình huống rủi ro xảy ra. Thì các cái tình huống rủi ro xảy ra chúng tôi xây dựng là trong cái hệ thống nổ nấm ra cánh của chúng tôi là có hơn 60 tình huống. Hơn 60 tình huống rủi ro xảy ra. Thế thì chúng ta có đến hơn 100 cái tình huống bán hàng này, chúng ta cứ thế bắn ra thôi. Quá tuyệt vời. Chị Phương đã thỏa mãn với câu trả lời của tôi và đã hiểu cách làm chưa? Vâng, em cảm ơn thầy rất là tuyệt vời ạ. Chắc là nhờ chị Hạnh lần này quyết tâm giúp bọn em là sẽ mỗi lần thì khách hàng là ghi âm dùng để chúng em xây dựng lại. Năm ngoái các bạn ở bên NRC cũng đã hỏi tôi vấn đề này, nhưng tôi chưa trả lời, bởi vì nó chưa có một cái tình huống nào để trả lời. Đó, hỏi hai lần rồi, tôi nhớ là hỏi hai lần rồi. Chị Hạnh hỏi một lần, chị Phương hỏi một lần, nhưng tôi đều chưa trả lời, bởi vì là nó không vào tình huống cụ thể cho nên không trả lời được. Như hôm nay nó vào tình huống cụ thể thì tôi trả lời được. Và khi mà tôi trả lời mà nó vào một cái quy trình nào đấy thì nó ăn luôn, nó không bị quên nữa. Chị Phương có thấy như thế là hợp lý không ạ? Và xin mời chị Yến tiếp tục ạ. Tuyệt vời, em cảm ơn thầy ạ. À, vâng ạ. Em có nhận được chia sẻ từ chị Thùy Dương VOV ở trong khung chat là thầy có đến 120 tình huống và xây video thì quá giống như từ điển tra câu trả lời. Thì em hy vọng là tất cả các công ty có mặt ở đây thì sẽ xây dựng được một cái từ điển dành riêng cho công ty đó, để không chỉ là những cái bạn sale mà những cái bạn các bạn sale đã lâu năm ở trong công ty rồi, những cái bạn mà mới vào trong công ty hay là những cái bạn ở trong phòng ban khác thì cũng có thể là dựa vào những cái từ điển đó để có thể dễ dàng khi mà đi gặp khách hàng được. Thì
Em xin tiếp tục phần hỏi đáp, thì các anh chị có thông tin gì muốn chia sẻ hay là có câu hỏi nào muốn dành cho anh Bá không ạ? Vâng, các anh chị nếu như không tiện không tiện bật mic thì có thể chat vào trong chat là em sẽ gửi thông tin lại cho anh Bá. Thì trong lúc chờ đợi thì em cũng muốn gửi tới anh Bá một câu hỏi nhỏ là ở trong cái phần hẹn gặp khách hàng ấy, thì nhiều khi ví dụ như mình đã ấn định thời gian gặp mặt khách là 30 phút, nhưng mà nhiều khi khách hàng hào hứng quá và họ cứ kéo dài câu chuyện mãi, thì mình nên ngắt câu chuyện với họ như thế nào để cho nó hợp lý và không làm họ bị cụt hứng gì ạ? Nhưng có câu hỏi nhỏ như thế ạ. Sao Yến không lấy luôn ví dụ là chị Hạnh nhà em toàn nói chuyện vượt. Cái này nó thuộc vào cái kỹ năng giao tiếp. Điều đấy nó là một tín hiệu rất vui, đúng không? Nhưng vui gì thì vui, nó phải có điểm chốt. Cho nên chúng ta sẽ chốt như sau. Bây giờ anh em mình rất là hiểu nhau rồi, rất tuyệt vời, rất sung sướng rồi. Em cảm ơn anh, đội ơn anh rất nhiều. Bây giờ chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là liên quan đến cái công việc của anh em chúng ta. Chốt ở đây nhé. Chốt ở đây, anh xác nhận cho em chốt ở đây nhé. Rồi. Sau khi chốt rồi, cái phần còn lại là những câu chuyện tản mạn khác. Thì muốn nói đến bao giờ thì nói, mà lúc đấy là khả năng, lúc đấy là khả năng của mọi người. Nói được càng nhiều càng tốt, đúng không? Như vậy à, cái thì lúc đấy khách sẽ đánh giá là gì? À, vui nhưng nó không quên nhiệm vụ. Nhiệm vụ 30 phút nó chốt là 30 phút nó chốt xong rồi. Thế sau này khách rất nhớ nha. Khách bảo, ôi này đấy tôi nhớ là có 30 phút nó chốt xong công việc, sau đó nó nói chuyện với mình 5 tiếng. Ôi sau ngày đấy chuyện gì mà nhiều thế nhỉ? Đúng không? Nha, chúng ta không quên nhiệm vụ. Một là chúng ta nói là sếp giao cho chúng ta. Hai nói là về cái tiến độ công việc của cái hợp đồng này. Thứ ba nữa là chốt lại để cho các ekip, các bộ phận khác còn làm. Đó, thì cái việc đầu tiên phải chốt lại đã. Khách hàng cực kỳ tôn trọng chúng ta bởi vì chúng ta nguyên tắc. Nhưng sau đó chúng ta lại cực kỳ thoải mái bởi vì khách hàng thấy khả năng giao tiếp của chúng ta tốt. Cái điều này là điều rất tốt. Nhưng chúng ta hãy đóng lại những cái gì mà đúng giới hạn. Chị Yến hiểu vấn đề chưa ạ? Được, em hiểu rồi ạ. Cảm ơn. Chị Hạnh là người thường xuyên như thế này mà. Kế hoạch một tiếng mà toàn nói chuyện 2-3 tiếng. Nhưng tôi chưa thấy chị Hạnh chốt lại. Hoặc là chị Hạnh chỉ chốt bằng lời thôi, chưa chốt bằng văn bản. Đúng không? Vì đấy là cái mối thân tình. Nhưng mà những khách hàng mới mà chúng ta chốt kiểu đấy, hoặc là những cái khách hàng mà, ví dụ như những khách hàng BNC ấy, phần lớn ấy, là dân kỹ thuật, cho nên người ta rất cam kết. Rất tuyệt vời, rất cam kết. Nhưng mà chúng ta mà gặp được cái dân của dân buôn, dân chợ búa ấy, bây giờ nói thế này, tí nó nói thế khác, thế là chúng ta toi. Nhưng mà chúng ta chưa gặp những cái khách hàng mà lật, chưa. Chúng ta chỉ gặp những khách hàng cam kết thôi. Thì chúng ta làm như thế được. Không sao cả. Nhưng khi mà chúng ta gặp những khách hàng cứ lật ấy, thì chúng ta phải thay đổi cách làm. Đến đâu chúng ta chốt lại đến đấy. Đúng không? Được góc nào vít góc đấy luôn. Chị Yến hình dung ra vấn đề không ạ? Vâng. Kinh nghiệm của chị Hạnh rất quý. Rất tuyệt vời. Nhưng mà chị Hạnh chưa gặp những cái đối tác mà có cái tinh thần lật rất nhanh và rất siêu. Và chị Yến tiếp tục ạ. Thầy thế cho em bổ sung, cũng vừa là câu hỏi cũng vừa là phản biện ấy. Một chút là bởi vì là cái quan điểm của em ấy, đúng như thầy nói là cái đối tượng khách hàng của bên em là họ rất là lành, hoặc là họ cả tính cam kết của họ cao, nên là khi mà ai mà không cam kết, kể cả có hợp đồng rồi mà họ không thoải mái, ví dụ như là có những nơi khác, như đơn giản là như cái việc là in báo, làm đưa thông tin lên báo ấy ạ, mà họ muốn cắt hợp đồng giữa đường ấy, mà nếu họ nói ra lý do mà phù hợp ấy, hoặc là kể cả đơn giản là họ cảm thấy không thỏa mãn mà họ muốn dừng ấy, thì hầu như là em đều cho họ dừng luôn. Và em không bao giờ em đem hợp đồng hay là cái gì ra để em làm, bởi vì em biết là cái của em ấy là chốt khách nào là gần như khách đấy sẽ gần như là sẽ chết và sẽ đồng hành với bọn em và sẽ không đi đâu khác được. Tại sao bây giờ em vẫn tin ở cái việc đấy? Vì bọn em luôn luôn cố gắng để tạo ra cái môi trường đấy. Cái lĩnh vực của em nó hơi khác lĩnh vực của thầy, cái tính cạnh tranh nó rất là nhiều. Thì em muốn ràng buộc mọi người ở đây chính là bởi cái tình cảm và có cơ hội để cho là họ vẫn có đường quay lại.
Chứ còn nếu như lúc đấy mà cố để lấy mấy chục triệu hay mấy trăm triệu đấy của mọi người, xong thì đến lúc là sẽ không còn đường để quay lại nhìn nhau. Mà như vậy thì tự nhiên là cái thị trường của em đã hẹp thì em lại bị bó hẹp đi nữa. Thì đấy là cái cách mà em đang làm, nên em luôn bỏ lửng. Và ngày trước thì em chốt, nhưng bây giờ là hầu như là em không chốt. Bởi vì sau đấy là em sẽ đá sang để cho các bạn sale của bên em chốt. Hoặc là em đa số là em lặn đi để các bạn sale của bên em sẽ là người đi chốt, chứ em không chốt nữa. Thì cái cách làm này của em và cách suy nghĩ cũng như quan điểm này của em thì thấy thế nào? Để có được cái suy nghĩ như vậy, để có được cái suy nghĩ và hành động như vậy, thì cái việc đầu tiên chúng ta luôn luôn đưa khách hàng lên hàng đầu. Tức là chúng ta làm việc là vì khách hàng chứ không phải vì chúng ta. Đúng thế ạ. Một là sản phẩm, hai là dịch. Một là sản phẩm, hai là dịch vụ, ba nữa là cái kết quả của sản phẩm dịch vụ đấy và quá trình tương tác đấy, là chúng ta mang lại cho khách hàng nhiều lợi nhuận hơn. Đúng rồi ạ. Đấy là cái thứ nhất, chúng ta tự tin nhé. Vậy thì cái một là chúng ta tự tin cái điều đấy, hai là chúng ta phải giải thích được cho khách hàng biết cái điều đấy. Có. Trong cái quá trình mà khách hàng chúng ta giải thích và khách hàng vẫn từ chối, có hai tình huống xảy ra. Khách hàng vẫn từ chối, nó có hai tình huống xảy ra nhé. Tình huống thứ nhất, do cái quá trình mà chúng ta giải thích cho khách hàng chưa hiểu. Tình huống thứ hai là ngay lúc đấy khách chốt vì gọi là nể nhau thì chốt, nhưng sau đó về tính toán lại thì lại chưa thoải mái, thì để khách hàng lùi lại cũng không sao cả. Vấn đề vẫn chốt lại là gì? Cái quá trình mà chúng ta mang lại cái giá trị và lợi nhuận cho khách hàng ấy, mang lại cái lợi ích cho khách hàng đấy, chúng ta chưa giải thích được một cách cặn kẽ, chúng ta chưa chọc khe được, thế thôi. Còn khi mà khách thoải mái rồi thì khách lại làm. Mà khi mà khách làm việc với chúng ta ấy, nó có một cái dấu hiệu để đánh giá là khách hàng đã rất ưng chúng ta. Đó là dấu hiệu gì? Đó là dấu hiệu bước số 10 đấy. Bước số 10 trong quy trình ấy. Tức là khách hàng tự giới thiệu người khác cho chúng ta. Thì đấy là cái tín hiệu là gì? Khách đã rất ưng chúng ta rồi. Lúc đấy chúng ta cũng khỏi cần phải nói gì cả. Bởi vì chúng ta tự hiểu rồi. Thế nhưng khi mà cái mũi khoan đầu tiên nó khó mà. Khi chúng ta chứng minh được cho khách hàng biết là chúng ta mang đến cái giá trị lợi nhuận đến cho khách hàng, và chúng ta đứng ở góc độ của khách hàng, và chúng ta nói rất rõ là tất cả những cái điều khoản, tất cả những cái mà em trao đổi với anh, mà em đứng ở phía doanh nghiệp, đứng ở phía của các anh rồi, chứ không phải là đứng ở phía người bán hàng của em đâu. Chúng ta giải thích như thế và chúng ta làm đúng như thế. Khi chúng ta nói được điều đấy ra và chúng ta nói trùng với suy nghĩ của các anh ấy, của các anh chị ấy, thì ok luôn mà. Rồi cái kỹ năng, quay trở lại nha, vẫn cái kỹ năng đứng về phía khách hàng và giải thích những cái lợi ích mà chúng ta mang đến cho khách hàng. Sau đó khi đi vào thực hiện hợp đồng nha, sau khi đi vào thực hiện hợp đồng thì chúng ta như thế nào? Chúng ta cam kết cái điều đó. Ví dụ nha, chúng ta chứng minh được bằng con số nha. Khi chúng ta chứng minh được bằng con số, anh sử dụng cái sản phẩm dịch vụ này của tôi trong một tháng vừa qua đây này, nó tăng thế này này, nó có tác động này này, nó có thông tin này này, ok nhé. Vậy thì cái con số chứng minh về sau ấy, tức là chăm sóc khách hàng ấy, cái bước số 9 ấy, cái bước số 9 ấy, chăm sóc khách hàng là chứng minh bằng con số. Sau một tháng, sau hai tháng, sau một năm chúng ta làm việc với nhau thì nó có sự thay đổi như thế này, đúng không ạ? Anh có công nhận không? Đúng không? Rồi chúng ta lại hỏi tiếp. Vậy thì theo anh ấy, thì làm thế nào để cho cái sự hợp tác này nó hiệu quả hơn? Anh có thể cho em những cái ý kiến đóng góp để cho cái sự hợp tác này nó hiệu quả hơn về phía doanh nghiệp. Và trong kinh doanh, trong kỹ năng bán hàng ấy, nó có một cái key sống chết, nó có key thần thánh, đó là gì? Lúc nào chúng ta cũng vì khách hàng. Lúc nào chúng ta cũng vì khách hàng thì chúng ta rất là ok. Tôi cách năm ngoái tôi mới có một người mới nói với tôi là cũng là một trong những người kinh doanh rất giỏi, cũng tỷ phú rồi, mới nói là tôi chơi với ông bá hơn 10 năm nay rồi,
Mà mỗi một lần nói chuyện ấy, tôi chỉ thấy ông ấy nói mấy vấn đề. Một là làm thế nào để cho khách hàng tốt. Hai là làm thế nào để cho nhà hàng tốt. Ba là làm thế nào để cho nhân viên tốt. Bốn là làm thế nào để nhà cung cấp tốt. Tôi chưa thấy ông ấy bao giờ ông ấy nói là làm thế nào để ông ấy tốt. À, vậy thì chúng ta thấy không? Cái này là rất ngẫu nhiên, nhưng tôi không biết trước. Nhưng rõ ràng là người ta theo dõi tôi hơn 10 năm để người ta chốt một câu như thế. Thì người ta nói là với những cách tư duy kinh doanh như vậy thì cái con đường duy nhất chỉ là thành công thôi. Và tôi học được của anh ấy rất nhiều như thế. Thế thì đây là cái bí quyết. Mà làm sao nó nhập thành tâm ấy. Nó nhập vào mình ấy. Nó nhập vào tâm. Không bao giờ chúng ta xả bỏ cái tôi của mình đi. Bởi vì khi mà công việc kinh doanh nó thành công thì đương nhiên chúng ta có phần ở đấy rồi. Chúng ta phải tính gì cái việc ấy nữa. Đúng không? Chúng ta chỉ làm sao để cho cái công việc kinh doanh nó thành công thôi. Và khi công việc kinh doanh nó thành công rồi thì chúng ta có phần nhỏ xíu ở trong đấy, có vấn đề gì đâu. Nhưng cái khách hàng ấy, người ta nghe thấy, người ta thấy cái biểu hiện của chúng ta, thấy cái thể hiện của chúng ta, thì đúng là người ta sẽ cảm nhận được từ trong trái tim. Tức là những gì mà chúng ta nói, chúng ta làm là từ trong trái tim, chứ không phải là. Ở đây có chị Thùy Dương là cái người mà quen biết tôi cũng hơn chục năm rồi, mà tôi nói chuyện với chị Thùy Dương rất nhiều. Thì cái mà tôi vừa chia sẻ, chị Thùy Dương có thể chia sẻ có đúng là như thế không ạ? Xin mời chị Thùy Dương qua trong đây ạ. Em chào cả nhà. Hiện hình đi cái em nào, không được à? Hình như là hơi bị tối vì em mở cửa, em đang dùng máy sáng ngoài trời. Thì chị Thùy Dương có thấy là những cái vấn đề tôi khách, cái ông khách mà nói với tôi đấy có đúng là như thế không? Dạ vâng, em thì có cái cơ hội là được tiếp xúc với anh Bá rất là lâu và cũng được trải nghiệm cùng với anh Bá, tức là gần như là cuộc tiếp khách khó cũng có này, dễ có này, mới tiếp cận có này, hoặc là những cái đồng chí mà gây khó dễ cho nổ lắm Gia Khánh cũng có. Tức là tất cả cái đối tượng và đối tác của anh bên Lẩu Nấm Gia Khánh là gần như là em được chứng kiến. Thì em thấy cái sự xử lý tình huống của anh Bá, tức là từ đầu em không hiểu đâu. Thế sau đó là đến khi về rồi em mới sâu chuỗi lại mà sao lại tuyệt vời như thế. Tức là anh ấy luôn có cái tình huống để mà xử lý những cái vấn đề mà Lẩu Nấm Gia Khánh gặp phải, giống như em vừa nói là 120 tình huống đấy, hóa ra là anh đã có cái kịch bản trước. Mà đấy là một cái lợi thế vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí là doanh nghiệp lớn. Thì em thấy đây là một, tức là mình tưởng là nhỏ bé thôi nhưng mà hóa ra nó là hữu hiệu vô cùng ạ. Bởi vì là những cái tình huống mà như anh Bá em đã gặp cùng anh Bá thì em thấy anh ấy xử lý lẽ ra ấy. Tức là em nói về cái mặt kinh tế nhá, lẽ ra chi phí kinh tế ở đâu đó nó sẽ rất là mất nhiều cái tiền để xử lý vấn đề đấy. Nhưng mình đã gặp được rồi thì đâu đó lại không mất đồng nào, gần như là xử lý không đồng hay là xử lý một cách khéo léo thì người ta lại cảm thấy là hình như là mình đang làm sai, mình đang làm sai với đối tác, với doanh nghiệp này thì phải. Thì tức là em nhận thấy ra là, tức là mình có cái sự chuẩn bị thì không bao giờ mình gặp phải những cái vấn đề mà mình phải lo lắng. Chính vì thế mà em thấy cái năng lượng của anh Bá rất là vô tư và rất là có một cái sự tức là bình tĩnh trong mọi công việc, và tức là em cảm giác là luôn luôn là anh ấy đã có cái sự sắp đặt rồi, không phải lo đâu, cứ thế mà chiến đấu thôi. Đấy là tức là những người đi đầu làm cho mình luôn luôn có một cái cảm giác tự tin này, rồi có một cái cảm giác là cứ chiến đấu đi, đến đâu là mình xử lý đến đó. Thì tức là đây là mình đã vẽ sẵn cho mình một cái kịch bản để mà mình làm theo nó. Thì giống như là mình đưa ra cái đích thì lúc nào mình cũng sẽ đến được cái kết quả mà mình thành công. Thì Lẩu Nấm Gia Khánh thì em phải chia sẻ là một cái cơ hội để cho em. Tuy có là công tác ở đài được mười mấy năm rồi nhưng mà cái sự học hỏi và đào tạo rất là khó để mà có được cái cơ hội thực tế và thực chiến giống như là Lẩu Nấm Gia Khánh có người dẫn đầu, có được cái sự trí tuệ và nắm bắt được cái thời sự xu thế, thì đấy là một cái điều rất là quan trọng và cần phải xử lý trong mọi tình huống để nắm bắt được. Thì em đến bản thân em cũng phải học hỏi rất là nhiều. Em cũng chính vì em nhìn được những cái tình huống mà anh Bá xử lý như thế và em cũng áp dụng theo cái doanh nghiệp mà em gặp phải,
và em thấy cũng rất là thành công, và thậm chí là em cũng rất là tự nhiên mình thấy vui và rất là may mắn khi mà gặp được những người thầy và những người mà dẫn dắt là thầy Nguyễn Văn Bá. Và em cũng mong muốn là anh Bá làm sao phát triển cái thương hiệu cá nhân nữa, đi đôi song hành với Lầu Ấm Gia Khánh, để cho rất là nhiều doanh nghiệp học được những cái mô hình như của anh Bá, thì đâu đó về cái luật hay là về những cái mà mắc phải của doanh nghiệp sẽ rất là không ai bị gặp phải, thì cần phải học hỏi những mô hình của Lầu Ấm Gia Khánh, thì làm gần như là một cái mô hình mẫu mà nhiều doanh nghiệp rất là đáng phải lưu tâm đấy ạ. Và em cũng mong muốn là có một cái dịp để em viết một cái bài liên quan đến Lầu Ấm Gia Khánh, sao cho nó phù hợp với cái người đi đầu, cái người mà người ta có một cái nhiệt huyết trong doanh nghiệp mà người ta muốn chia sẻ cho các cái doanh nghiệp khác để học theo ấy, thì như thế nó rất là hữu ích cho những anh chị nhỏ và vừa. Thì em thấy đây là một cái xu thế rất là tốt để mà nhờ Lầu Ấm Gia Khánh lan tỏa và chia sẻ, và hy vọng là bên chị Hạnh cũng hỗ trợ cho anh Bá để hoàn thành được những cái mục tiêu này, bởi vì là một mình anh Bá thì cũng sẽ không làm được hết. Thì NLC mà kết hợp và kết nối được cộng với truyền thông thì em nghĩ là một mô hình đáng học tập trong cái xu thế bây giờ, đặc biệt là có những cái người đi đầu tiên phong như Lầu Ấm Gia Khánh. Em thì em đi giới thiệu rất là nhiều, nhưng mà tại sao Lầu Ấm Gia Khánh lại là người chuyên gia và tư vấn được, thì khi mà em đưa lên, em mời anh Bá làm khách mời của những cái quyển sách hay là của những cái chương trình doanh nhân, thì anh Bá vẫn nói được, và biên tập và những cái đội phóng viên nhà em thì nhận định hoàn toàn ngược lại, khi mà không phải là một ông chủ bình thường mà người ta có tâm có tầm và có những cái hướng để dẫn dắt Lầu Ấm Gia Khánh đi xa hơn. Thì chính vì vậy mà em được chứng kiến rồi, nên là em cũng rất là mong là CS làm sao mà có làm một cái mô hình mẫu để đang xem với anh Bá để có một cái thương hiệu tốt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Em cảm ơn. Cảm ơn chị Dương nhiều, rất là tuyệt vời. Chị Hạnh, chị Yến và chị Phương, hãy để lại di sản cho các thế hệ sau bằng cách xây dựng cái quy trình này nó thật tốt. Sau đó thì xây dựng nó khoảng 130 kịch bản. Thế thì như chị Dương vừa chia sẻ đấy, khi mà chúng ta gặp tình huống ấy mà chúng ta có kịch bản rồi, có nghĩa là lúc đấy cái tình huống đấy đã được xử lý qua trí tuệ của một nhóm người, không phải của chúng ta nữa. Đúng không? Lúc này là trí tuệ của 5-6 người, ít nhất là 5-6 người. Chị Hạnh chỉ là người đưa ra thôi. Và mọi người cùng đưa ra cái phương án xử lý. Và chúng ta đã có sự thống nhất của 5-6 người, trí tuệ của 5-6 người rồi. Thì cái độ sai nó không có đâu. Độ sai lệch nó không có đâu. Ví dụ như chúng ta tức thì chúng ta xử lý tình huống thì có thể là 50-50, bởi vì lúc đấy cái cảm xúc của chúng ta nó khác, đúng không? Nhưng chúng ta rút ở trong ngăn kéo ra một tình huống, enter, sau này nó có phần mềm chạy, phần mềm NLC sẽ chạy phần mềm vào trong điện thoại, enter mở cái nó ra tình huống và xử lý theo tình huống đấy, thì nó có sự thống nhất của một nhóm người rồi, của một tập thể rồi, cho nên nó độ chính xác nó cao. Và quay trở lại, nếu chúng ta muốn bán hàng giỏi, như chúng ta nhớ lại xem những cái ngày đầu, năm đầu, thời gian đầu các bạn NLC cứ kêu là cái chuyện là không bán được hàng, đúng không? Và tôi cũng không nói gì, tôi cứ cười thôi, tôi bảo cứ học đi từ từ. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với anh chị NLC một cái key để bán hàng. Đó là gì? Đi đâu làm gì cũng chỉ nói về 3 thứ thôi. Thứ nhất là làm thế nào để cho công ty NLC phát triển. Thứ hai, làm thế nào để cho khách hàng NLC phát triển. Thứ ba, làm thế nào để cho đội ngũ nhân sự này phát triển. Thế thôi, anh chị bỏ cái mình đi, bỏ cái tôi của mình đi. Bỏ cái gia đình của mình đi. Đối với trong cái quá trình giao tiếp và khách hàng, chúng ta chỉ nói 3 cái thứ đấy thôi. Tiếp này, thế đến khi mà hết công việc rồi ấy, nha. Đến khi hết công việc rồi ấy, thì chúng ta lại quay về chúng ta nói về vấn đề gì? Tự hào về gia đình mình, tự hào về dòng họ của mình, tự hào về gia đình mình, về dòng họ mình, về làng xóm của mình. Lúc này ngoài lề thôi, thì người ta lại thấy chúng ta ở một góc độ khác. Tưởng nó chỉ có công việc, hóa ra nó cũng là người của gia đình, hóa ra nó cũng là người của làng xóm, làng xã.
Ok. Thế thì cái cuộc sống của chúng ta muốn khá giả, chúng ta chỉ tập trung 4 cái vấn đề đấy thôi. 3 vấn đề liên quan đến công việc và 1 vấn đề liên quan đến bản thân. Rất là tuyệt vời. Những người nghe và khách hàng của chúng ta họ không nói ngay đâu. Tôi như vừa rồi tôi chia sẻ đúng không? Hơn 10 năm người ta mới nói. Chúng ta tưởng là người ta theo dõi chúng ta, quan sát chúng ta 2 năm, 3 năm đã là lâu đúng không? Nhưng không. Đặc biệt là những người tỷ phú, những người thành công, người ta theo dõi chúng ta lâu lắm, cả chục năm, hơn chục năm, vài chục năm, người ta mới nói một câu. Thế vì chúng ta không có ý thức trước về điều đấy, đúng không? Mà chúng ta không nhất quán. Trong kinh doanh người ta sợ nhất là không nhất quán. Cho nên tất cả những cái tình huống, những câu chuyện chúng ta nói, nó nhất quán. Ở đâu cũng nói như thế, lúc tỉnh cũng nói, như chúng tôi thi thoảng lúc say cũng nói như thế. Tỉnh say nói như nhau, buồn vui nói như nhau, nói như đài. Hóa là nó có cái, hóa hôm nay chị Dương mới biết là nó có kịch bản đúng không? Nhưng có kịch bản như đài luôn. Và chúng ta nhất quán được những cái việc đấy. Thì sau khi bên các bạn NLC mà làm được xong cái việc này, tôi đảm bảo là doanh số tăng được 40% đến 50%. Và tất cả chúng ta đều trở thành siêu nhân bán hàng. Cái đời sống của chúng ta nó thay đổi ngay mà. Nhưng mà để ví dụ như ngay từ đầu thì các bạn cũng đã đề xuất với tôi những vấn đề như thế này, nhưng phải sau gần 2 năm và hôm nay mới nói được vấn đề này. Thì đến bây giờ chị Hạnh, chị Phương, chị Yến đã hiểu tại sao hôm nay mới nói được vấn đề này. Nên các anh chị doanh nghiệp khác nghe đến vấn đề này lần đầu tiên nghe thì cứ để đấy thôi, biết thế thôi. Nhưng tóm lại là về làm đi. Và làm đến đâu không hiểu, chưa hiểu thì tôi lại hướng dẫn. Tôi không phải là người làm thay cho anh chị, nhưng tôi là người cung cấp cho anh chị cách làm. Một là công cụ này, hai là hướng dẫn cái phương thức, cái cách làm cho nó phù hợp. Và tất cả các bạn trong doanh nghiệp, tất cả các nhân sự trong doanh nghiệp đi đâu làm gì ở bất kỳ môi trường nào cũng chỉ nói về 3 vấn đề. Chúng ta hình dung nhé, tôi nhắc lại vấn đề thứ nhất là làm thế nào để cho khách hàng của chúng ta tốt, làm thế nào để cho nhân sự của chúng ta tốt, làm thế nào để cho công ty của chúng ta phát triển. Ok, đấy là tư duy của thủ lĩnh đấy, tư duy của thủ lĩnh đấy. Nhưng trong những lúc vui, chia sẻ riêng tư một tí thì lại chia sẻ về cuộc sống đời tư của mình, làm thế nào để cho gia đình, họ hàng, hàng xóm, quê hương tốt. Đấy là tư duy của thủ lĩnh. Và khi mà chúng ta gặp được những cái người mà những cái người mà triệu phú trở lên ấy, là người ta có tư duy thủ lĩnh, người ta phát hiện ra vấn đề ngay. Nhưng khi người ta phát hiện, người ta không nói cho chúng ta biết, và là cứ âm thầm. Thì sau cái chia sẻ về những tình huống này ấy, thì chị xin cảm nhận của một vài anh chị. Xin mời chị Yến hỗ trợ tôi. Chị Hạnh, chị Phương và cảm nhận về cái tình huống tôi vừa chia sẻ. Về cái bí quyết ấy. Cái bí quyết vừa chia sẻ. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn anh Tá. Em xin mời các anh chị. Sau những cái phần chia sẻ của các anh chị, anh Bá, chị Hạnh, Dương, chị Phương, thì chắc là mọi người cũng sẽ có những cái suy nghĩ của ở riêng bản thân các doanh nghiệp, các anh chị. Thì mời các anh chị có thể chia sẻ đôi lời về phần chia sẻ này ạ. Em mời đại diện các công ty. Em mời bên đại diện công ty SG. Dạ vâng ạ, em xin chào mọi người ạ. Thì qua các bước bán hàng cũng như là cái vấn đề xây dựng kịch bản bán hàng mà thầy Bá và mọi người vừa chia sẻ, thì bên em cũng thấy rằng cái việc mà xây dựng kịch bản bán hàng là rất cần thiết. Cái đấy thì bên em chưa làm được, cho nên là khi mà có nhân viên mới vào hay là việc đào tạo cho các nhân viên cũ cũng đang diễn ra một cách là khá là cảm tính, và nó chưa có cái hệ thống là mình sẽ phải đào tạo từng bước nào, mục nào, mà là cứ bỗng dưng thì cứ đào tạo thế, dẫn đến hiệu quả nó cũng chưa cao. Thì đối với bên em thì chắc là sau hôm nay thì cũng sẽ phải cùng nhau xây dựng cái kịch bản bán hàng, sẽ phải khai thác từ những người kỳ cựu về bán hàng ở bên em và lập ra một cái kịch bản bán hàng để làm sao mà thứ nhất là tăng năng lực của mọi người lên, và thứ hai là
phát triển đội kinh doanh nó dễ hơn khi mà có nhân viên mới vào. Và nhân viên mới vào thì họ cũng không cảm thấy nó bị mông lung, bị mất phương hướng khi mà rơi vào một cái lĩnh vực bán hàng cho khối doanh nghiệp thì nó cũng đặc thù hơn là bán hàng cho cá nhân. Cho nên là em nghĩ cái này là rất rất cần thiết, thì sau hôm nay chắc là bên em sẽ cùng nhau xây dựng cái kịch bản bán hàng. À, em xin cảm ơn. Chiến tiếp tục đi ạ. Vâng, em cảm ơn anh Tuấn ạ. Em mời anh Hiếu ở bên công ty 80T ạ. Vâng, em xin chia sẻ một chút về chính là bản thân em thì em không làm nhiều về phần mặt kinh doanh. Thì bên em là có đội kinh doanh ở bên nước ngoài rồi, và sau đấy chỉ đẩy các đơn hàng về, và em cũng chỉ lo về mặt công nghệ bên này thôi. Thế nên là với một người mà làm về chủ yếu về kỹ thuật như em ấy, thì được nghe những cái này thì rất là hay, và gần như cũng lần đầu được tiếp xúc với cái quy trình bán hàng như này. Và với một người mới thì em thấy đây là một cái quy trình nó rất là đầy đủ, và được nghe thêm những cái chia sẻ cũng như là kinh nghiệm trao đổi của các anh chị từ phía bên NRC nữa, thì em càng được hiểu thêm hơn về những cái kinh nghiệm thực tế và những cái tình huống thực tế để em có thể học hỏi được. Thì cũng hy vọng là em sớm có thể được áp dụng những cái này cho bản thân và có thể chia sẻ được cho những cái bạn đồng nghiệp hoặc là những người nào đấy cần thiết cho cái công việc bán hàng của họ. Thì em rất xin cảm ơn sự chia sẻ của thầy Bá và những sự trao đổi của các anh chị doanh nghiệp hôm nay đã cho em thêm nhiều kiến thức hơn. Em xin cảm ơn. Em cảm ơn anh Hiếu ạ. Em mời chị Phương ở bên lầu Đấm Gia Khánh ạ. Chị Phương bật mic cho em được không ạ? Không biết chị Phương có gặp trục trặc gì không thì em mời chị Trang bên lầu Đấm Gia Khánh được không ạ? Dạ vâng ạ. Quan những chia sẻ của anh Bá thì từ trước giờ tôi làm việc tại lầu Đấm Gia Khánh thì thấy là những cái chia sẻ của anh Bá thì được đúc kết từ rất là nhiều những cái kinh nghiệm của anh trong mười mấy năm làm lầu Nấm ạ. Và đó là một cái rất là cảm thấy rất là đáng để học hỏi ạ. Và khi mà áp dụng cho doanh nghiệp thì tôi thấy là nó rất là xác thực và có những cái tình huống mà đã gần như là đúng 100% ạ, và xử lý như thế thì sẽ không để lại những cái sai sót ạ. Và cảm thấy đây là một cái điều mà nhân viên của chúng tôi rất học tập rất là tốt ạ. Vâng, xin hết ạ. Cảm ơn chị ạ. Em thấy có anh Chí Bùi Đáp ạ. Không biết là anh ở bên công ty nào, em có thể xin cảm nhận của anh đôi lời phần này được không ạ? Em xin phép mời một anh chị khác, mời anh Thế Phương Phạm ạ. Vâng, nếu các anh chị có gặp trục trặc gì về mic thì các anh chị có thể chat vào ô chat thì em sẽ thông tin lại. Vâng, em mời anh Bá. Vâng, chúng ta tiếp tục nhé. Vậy thì chúng ta có những cái việc gì cần phải làm? Việc thứ nhất là viết lại cái quy trình này, xây dựng cái quy trình mà tôi vừa chia sẻ, có 13 bước. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai là xây dựng lại các cái kịch bản tình huống bán hàng, tiếp xúc với khách hàng, kịch bản tình huống. Đấy là việc số 2. Việc số 3 là chuyển nó thành các cái video trên cái kênh YouTube nội bộ. Ok, đấy là việc số 3. Việc số 4 là cập nhật nó vào cái phần mềm quản lý. Đấy là việc số 4. Việc số 5 là lôi ra đào tạo nhau. Lôi ra để đào tạo nhau. Sau đó thì thiết lập các cái bài tập. Thiết lập các cái bài tập để rèn luyện.
là số hóa. Thì lúc đấy công ty mới có một cái app riêng nhập vào số, số hóa. Và khi chúng ta đã trải qua 6 cái bước này rồi ấy, thì trong cái quá trình số hóa nó có một cái bước nhỏ nữa là tự Kaizen. Cho phép chúng ta Kaizen. Bước số 5, bước số 6 là có thể cho phép Kaizen. Tùy theo từng tình huống. Thì đây là một hành trình nhé. Số hóa doanh nghiệp là một hành trình dài như thế đấy. Nhiều doanh nghiệp bảo bây giờ tại sao không số hóa được. Như cái hệ thống của Đông Gia Khánh bây giờ cũng chưa số hóa được. Mà mới đang phần mềm hóa thôi. Tức là mới đang đưa vào phần mềm. Nhưng trong quá trình đưa vào phần mềm đến số hóa nó còn cả một chặng đường dài nữa mà. Thì chị Yến nhắc lại tôi các cái bước và các cái công việc cần phải làm. Để các anh chị cứ tuần tự theo như thế mà làm. Chị Yến nhắc lại giúp. Vâng ạ. Em xin thông tin lại các việc cần làm. Bước 1, viết lại quy trình. Thứ 2, xây dựng lại kịch bản tình huống bán hàng. Thứ 3, chuyển thể thành video đăng lên kênh YouTube, kênh nội bộ. Thứ 4, cập nhật vào phần mềm quản lý. Thứ 5, đào tạo lẫn nhau, thiết lập các bài tập để rèn luyện. Và phần này sẽ tự gen lại theo tình huống. Ok. Bước số 6 nữa mà. Ok, vậy thì chúng ta có đúng đây là một cái tài sản lớn của doanh nghiệp không? Và bây giờ đang là lúc mà chúng ta nghỉ dịch. Cái công việc nó không nhiều. Thì chúng ta tập trung vào làm cái việc này đi. Nếu như một năm, chúng ta tự đặt giải thưởng cho nhau nhé. Nếu như một năm mà chúng ta hoàn thành thì thưởng cho nhau bao nhiêu tiền? Bằng những cái chuyến vui chơi như thế nào? Nếu 2 năm hoàn thành thì thế nào? Bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi nhé. Đây là có 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đây có phải là việc quan trọng không? Đây có phải là việc quan trọng trong doanh nghiệp không? Câu hỏi số 2, nếu chúng ta là hoàn thành cái công việc quan trọng này, nếu chúng ta hoàn thành công việc này, nếu chúng ta hoàn thành công việc này, thì doanh nghiệp sẽ đi đâu về đâu? Câu hỏi số 3, nếu chúng ta không hoàn thành cái công việc này thì doanh nghiệp sẽ thế nào? Đúng không? Ok. Câu hỏi số 4 là những ai là người làm công việc này? Ok. Câu hỏi số 5 là cái xu hướng thay đổi tiếp theo là gì? Tức là trong quá trình chúng ta làm, chúng ta đã đặt một cái gì rồi, đặt một cơ chế Kaizen, cơ chế thay đổi rồi. Thế nên về sau nó tự nó thay đổi thôi. Chị Yến đọc lại giúp tôi 5 câu hỏi. Vâng, em xin đọc lại 5 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, đây có phải việc quan trọng của doanh nghiệp hay không? Thứ hai, nếu chúng ta hoàn thành thì doanh nghiệp sẽ đi đâu? Thứ ba, nếu như không hoàn thành thì doanh nghiệp sẽ thế nào? Thứ tư, những ai là người làm những công việc này? Và cuối cùng là xu hướng thay đổi tiếp theo là gì ạ? Ok, chị Yến giúp tôi hỏi mấy ba anh chị đại diện ba doanh nghiệp trả lời những câu hỏi này. Và những câu hỏi này chúng ta về chúng ta hỏi đội ngũ nhà mình ý. Hỏi lãnh đạo nhà mình luôn. Hỏi lãnh đạo nhà mình, hỏi đội ngũ nhà mình. Dạ vâng ạ. Trước hết thì em xin hỏi đội sale của NCS Việt Nam. Thì ở đây có đại diện là bạn Loan. Thì theo cảm nhận của Loan thì sau khi trả lời được những câu hỏi này thì chúng ta sẽ làm được những gì? Em xin chào mọi người ạ. Em sau khi mà nghe những câu hỏi này thì nếu mà mình hoàn thiện được toàn bộ những nội dung quy trình mà như anh báo vừa rồi có chia sẻ thì thực sự là có một cái công cụ rất là tự tin mà khi tiếp cận khách hàng, dù là khách hàng mới hay là khách hàng cũ, rồi chăm sóc khách hàng thì mình đều có công cụ, đều có những cái đang hỗ trợ mình, những kiến thức mà mình đã nắm được rồi thì không ngại ngần gì và cũng sẽ có được những cái kiến thức để giao tiếp với khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn. Khi mà mình làm được toàn bộ những tài liệu này thì thật sự là rất là tốt cho cá nhân người đi bán hàng cũng như là có thể truyền
và có thể hướng dẫn được các bạn về sau mà có đào tạo được nhân sự với nhau ấy, thì đều có thể là một ai cũng có thể là sale được và đều là nhân sự có thể marketing và sale của công ty. Nếu mà làm được thì rất là tốt ạ. Xin hết ạ. Cảm ơn. Em thấy chị Thúy Dương VV có những cái chia sẻ rất là tuyệt vời ở trong ô chat ạ. Thì em xin chị một chút cảm nhận về bộ câu hỏi này ạ. Chị Dương ơi, chị bật mic cho em được không ạ? Chị đây. Vâng ạ. Tại vì thấy đam mê quá. Hôm nay thầy, hôm nay mê nhất là cái tình huống bán hàng của thầy. Mê lắm. Nhưng mà còn chi tiết như thế nào nữa thì lại đã đang phải đón chờ, bởi vì là nếu mà đã có kịch bản sẵn rồi thì mình sợ gì đâu, đúng không? Chiến đấu cái gì cũng chiến đấu được, nên là tức là mình nghe đến 120 tình huống thôi là mình cảm giác là doanh nghiệp nào cũng cần. Mà khi mà các bạn mà có áp được như thế này thì đi bán hàng doanh nghiệp nào người ta cũng mua, giống như là cái thiết yếu của con người phải ăn ấy. Đấy. Nên là mình thì tức trong đầu mình là đây là cái hàng thiết yếu của doanh nghiệp. Tức là mình không biết là có phải mình nghĩ ngay đến kinh doanh hay không, nhưng mà đây nó như là một kim chỉ nam của tất cả các doanh nghiệp mà cần đi bán hàng. Tức là bản thân mình nghĩ ra được luôn cái điều đấy. Và nếu mà ai nghĩ ra và mình sẵn sàng là xong những cái công cụ cơ bản là mình sẽ gọi vốn và mình mua lại luôn để mình đem đi bán. Bởi vì đây mình cảm giác nó rất là giống như một cái công cụ thiết yếu ấy. Là các anh chị phải ăn thì mới sống được, thì doanh nghiệp mà có cái này thì sẽ sống được, không bao giờ chết được. Tức là mình cảm giác nó là một cái sản phẩm mà nó hữu hiệu vô cùng vô cùng vô cùng trong thời kỳ này. Giống như là nó là một sản phẩm online, tức là anh offline cũng được, online cũng được, đúng không ạ? Xảy ra trường hợp này là anh chị enter một cái anh chị có giải pháp luôn. Tức là nó số hóa, nó kinh khủng luôn. Mà tôi cảm giác là phải 10-20 năm nữa mới có được cái sản phẩm này, mà tức là như trong mơ ấy. Thế là khi mà hôm nay được anh bà chia sẻ cái tình huống này, cái mà tức là mình như kiểu bị thôi miên ấy, mà mình thì lại theo dõi Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp, mà trong Bộ Nông nghiệp thì bà con nông dân rất là khó, mà nếu mà hướng được đến những cái anh chị nông dân bán những cái sản phẩm tốt như thế này mà có thể chia sẻ được thì 100% là bán được ít nhất là 50% trong tay tớ, và nếu mà anh bán mà ra được thì em xin cổ đông luôn. Bởi vì là cái sản phẩm mà tuy nói thôi nó là hữu hình, nhưng mà nếu mà các bạn thử đi vào ấy, giống như các bạn dạy con cái mình cũng thế. Con cái mình có hai tình huống mình phải gặp phải, là cô giáo mà mắng thì mình phải làm thế nào, như vậy thì doanh nghiệp mà ngã thì mình phải làm thế nào. Thì đây nó giống như là những cái kim chỉ nam của doanh nghiệp, nên là mình thấy nó thích thú quá, nên là phải comment ngay không là quên, để anh bá làm sao mà số hóa được cái sản phẩm này, để em kêu gọi cùng có cái bạn Hiếu đấy, bạn Hiếu 80T là bạn công nghệ đấy, bạn cũng sẽ nên tham gia những cái này để bạn thấy làm sao để cái sản phẩm, đây là cái cơ hội hơn 20 nhân con người ở đây ngồi mà được nghe được những cái sự việc như thế này ấy, thì rất là hiếm hoi đấy ạ. Bởi vì là em thì cũng được học rất là nhiều những cái lớp học của các anh chị, nhưng mà không có ai chi tiết được như thầy bá mà hôm nay em nhìn thấy. Mà đây là một cái em cảm giác nó như là một cái bản đồ, một cái như kiểu một cái chìa khóa vàng ấy ạ. Nếu mà được 120 công cụ này thì nó là một chìa khóa vàng cho anh chị đi bán hàng. Không phải nghĩ cái gì nữa, mà cứ cảm giác như kiểu là có đi học 3 năm hay 4 năm hay là những cái năm đại học về kinh doanh, marketing, sale, thì đâu đó ở trong 120 tình huống này rồi. Thì khi mà số hóa được nó rồi thì mình cảm giác như là mình đúng là tra từ điển ấy ạ. Có cái trường hợp nào mình cũng xử lý được, thì nó là quá là hữu hiệu, đúng không ạ? Nên là nếu mà NC mà có hoàn thành xong cái chương trình này thì em cũng sẽ sẵn sàng phối kết hợp và đi bán cái sản phẩm này luôn, nhận luôn, và chắc chắn là sẽ có lợi nhuận, bởi vì là hiện tại đang rất nhiều người cần cái này, em biết đó. Và em không nghĩ là nó lại hiện cho em luôn trong ngày hôm nay, mà em đã phải đi tìm khá là lâu rồi đấy. Thì em rất là cảm ơn anh bá hôm nay cho em một cái chìa khóa vàng trong làng nông nghiệp. Đấy là còn nông nghiệp em đang làm nói riêng thôi, còn em nghĩ là đây là một cái chìa khóa tất cả trong các doanh nghiệp nói chung, đúng không ạ? Cảm ơn chị Thùy Dương rất là nhiều, có những cái cảm nhận rất là tuyệt vời. Nếu như thế hệ bây giờ, chị Hạnh, chị Phương, chị Yến
đúng không? Chị Loan làm được thì có ba vấn đề, có ba cái kết quả. Kết quả thứ nhất thì đây là di sản của thế hệ các chị để lại cho NRC nhé. Di sản các chị để lại cho NRC, giá trị không? Cái thứ hai là có tiền, tức là kinh doanh cho tăng 100% luôn, tăng 100% doanh số luôn. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là khi mà có di sản rồi, có tiền rồi thì lại có cái gì nữa? Có thời gian giúp đỡ nhiều doanh nghiệp khác hơn, đúng không? Tạo giúp đỡ nhiều nhân sự, nhiều doanh nghiệp khác hơn. Nên vì ba vấn đề này chúng ta bắt tay vào làm khẩn trương. Và khi chúng ta làm mẫu rồi ấy, chúng ta làm rồi ấy, thì khi chúng ta đi hướng dẫn các doanh nghiệp rất dễ, để chúng ta làm trải qua rồi. Bây giờ tại sao trong các cái khóa đào tạo hay các cái buổi đào tạo về kinh doanh nhà nó khó, không thành công mấy, cái tỷ lệ thành công rất ít? Bởi vì là như anh chị đã thấy cái buổi chia sẻ hôm nay của tôi chỉ khoảng 1.5 tiếng thôi, đúng không? Nhưng mà để mà làm hoàn thành nó chả 2 năm không xong á, đúng không? Thế thì bây giờ đứng góc độ là người đi dạy kiếm tiền thì dạy có một buổi xong 2 năm sau mới dạy lại thì tòi. Cho nên là các cái buổi đi đào tạo bao giờ người ta cũng đưa ra rất nhiều kiến thức, nhiều kiến thức, nhiều kiến thức để người ta hút học viên vào. Nhưng mà bảo thầy đi giải quyết đi thì đúng là phải chờ thời gian rất là lâu. Và như thế thì đào tạo bị thất thu. Cho nên lại mới sinh ra là gì? Sinh ra gọi là coaching. Sinh ra những cái người huấn luyện úp sát các doanh nghiệp. Thế thì ở đây tôi chia sẻ với anh chị. Một là anh chị biết là con đường đi nó phải như thế. Hai nữa là cung cấp cho anh chị những cái công cụ, phương tiện để anh chị làm. Cái thứ ba là anh chị mắc ở chỗ nào thì tôi sẽ giải đáp ở chỗ đó. Thế còn đối với các bạn bên NRC ấy, thì sau vụ các bạn tự làm cái việc này ấy, bên NRC thì tôi nghĩ là nhanh thôi, 1 năm thôi. Sau vụ các bạn ấy tự làm việc này ấy, thì tôi vô cùng sung sướng. Vì sao? Vì 5 bạn, 10 bạn tham gia cái dự án này thì sau 1 năm có 5 bạn, 10 bạn đi hỗ trợ các doanh nghiệp khác. Mỗi bạn hỗ trợ 2 doanh nghiệp, 3 doanh nghiệp. Thì chỉ sau 3 năm thôi, cái sự hỗ trợ của chúng ta nó sẽ tăng lên gấp 100% lần. Đúng không? Bây giờ có một mình tôi chia sẻ. Nhưng sau 1 năm nữa các bạn ấy làm, các bạn ấy biết rồi mà. Thì 10 bạn cùng đi chia sẻ, cùng hỗ trợ các doanh nghiệp chạy. Và các doanh nghiệp khi người ta chạy có kết quả và người ta vui. Khi làm việc mà có kết quả ấy, có tiền ấy, có ăn ấy, vui lắm. Cái đấy nó là cái động lực rất là tốt. Vì mục tiêu của chúng ta đi làm là kiếm tiền mà. Thế mà chúng ta làm để có hiệu quả, có tiền thì rất là vui. Cho nên mục tiêu của các bạn NRC nó không chỉ dừng lại nhé. Không chỉ dừng lại là làm đâu. Không dừng lại là làm cho mình, đúng không? Mà còn là gì? Làm để đi hướng dẫn các doanh nghiệp khác. Sau này ví dụ như một buổi tôi chia sẻ như thế này có 30 doanh nghiệp tham gia, đúng không? Và các doanh nghiệp khác hiểu vấn đề. Thế thì theo các doanh nghiệp đấy để mà làm nó ra kết quả là phải 1 năm sau, đúng không? Thì phải có ít nhất là 10 bạn, mỗi bạn hỗ trợ 3 doanh nghiệp thì 1 năm sau nó mới có kết quả. Thì trong quá trình mà các bạn NRC hỗ trợ các doanh nghiệp như thế, mỗi bạn hỗ trợ 3 doanh nghiệp thì tự người ta mang doanh số cho mình, nhưng mình cũng chẳng phải nói gì cả. Và chúng ta chưa đạt doanh số thì người ta lại, cái doanh nghiệp người ta làm, người ta tự làm cho chúng ta luôn, bởi vì chúng ta đang cùng với họ làm mà. Chúng ta hiểu được cái cách mà tôi mong muốn chưa? Chị Hạnh cảm nhận như nào về cái cách mà tôi mong muốn, và chị Hạnh hiểu như thế nào và chia sẻ lại cho mọi người đi ạ? Thực ra tôi nói với chị Hạnh mấy lần rồi nhưng mà nó chưa được cụ thể. Em cảm ơn thầy ạ. Thầy cũng chỉ đến tận nơi đến chốn rồi ạ. Và đúng là cái may mắn bây giờ là cũng có thêm các em vào làm, và cũng toàn các bạn trẻ năng động, nên là sẽ cố gắng để hiện thực hóa được cái việc đó. Và em cũng thấy một cái hay nữa là
Trước đây khi mà bạn Oscar, giám đốc trước đây của NRC ấy, một người Nhật ấy, cũng vẫn cứ viết là mỗi một người của NRC, mỗi một thì kết thân được với cả 100 doanh nghiệp. Thì lúc đấy thì em bảo ông vẽ những cái dở hơi, không biết thân thân kiểu gì. Và lúc đấy thì em làm nhiều thì em nghĩ là em đi suốt ngày thì em mới thân được, nhưng mọi người giờ chả đi thì thân làm sao. Thế nhưng mà đến bây giờ thì nó đang hiện hữu ra rồi ạ. Và điều này cũng không phải một mình em nhận thấy, mà Phương là người mà đi cùng em lâu nhất thì cũng đã nhận thấy cái việc đấy. Và rõ ràng bây giờ là tất cả mọi người trong NRC, kể cả là Yến, kể cả là Linh, trước kia là nghĩ là những người không bao giờ ra mặt trận được, không bao giờ có chuyện là tương tác được với doanh nghiệp, thì giờ hoàn toàn là cái việc đấy, những việc đấy hoàn toàn có thể làm được. Và để làm được như thế thì đương nhiên là bây giờ phải tuân thủ, đưa ra mục tiêu và làm được theo những cái thầy vừa hướng dẫn. Em cảm ơn thầy. Khi các bạn NRC mà hoàn thành trước ấy, thì nó vô cùng có nhiều cái lợi. Bởi vì các bạn ấy sẽ hỗ trợ tôi đi, giúp tôi đi các doanh nghiệp. Mỗi bạn, bạn nào mà mới thì có thể nhận 2 doanh nghiệp. Nhưng những bạn như bạn Phương, bạn Yến, bạn Loan thì hoàn toàn có thể nhận 10 doanh nghiệp, 20 doanh nghiệp và hỗ trợ họ. Và tôi chia sẻ đây mới chỉ là một nửa vấn đề thôi nhé. Đây mới chỉ là 1/3 vấn đề thôi. Đúng không? Cái vấn đề marketing này, các quy trình marketing này mới chỉ có 1/3 vấn đề thôi. Đúng không? Vậy còn cái gì nữa? Còn tuyển dụng và đào tạo nhân sự nữa. Một quy trình nữa. Đúng không? Còn gì nữa? Còn sản xuất nữa. Nhà cung ứng nữa. Một quy trình nữa. Đúng không? Còn gì nữa? Còn quy trình vận hành về tài chính nữa. Kho bãi nữa. Ok. Thế thì đây là cái đầu tiên. Chúng ta phải chạy tốc độ thật nhanh. Và cái đầu tiên này nó, cái đầu tiên này nó lại chính là lợi thế của NRC. Sau này ví dụ như vào sản xuất chẳng hạn, thì nó không phải là lợi thế của NRC, thì tôi lại tìm cách tôi đào tạo một doanh nghiệp khác để người ta lại chạy cùng NRC chạy. Đúng không? Ví dụ về tài chính chẳng hạn, thì tôi lại tìm một cái doanh nghiệp khác. Tôi chỉ là người chỉ đường và họ lại chạy. Thế lúc đấy NRC, cái gì là thế mạnh nhất của NRC bây giờ, thì nó chính là truyền thông, bán hàng. Đấy là lợi thế nhất. Thì chúng ta chạy đi. Và khi chúng ta chạy thành công rồi ấy, thì những cái còn lại các doanh nghiệp khác người ta nghe ngay. Người ta đồng ý, người ta đi theo ngay. Ví dụ bây giờ về sản xuất, chúng ta hỗ trợ cho bên, cho anh Tuấn làm thật tốt. Thì sau đó thì anh Tuấn là những điều hành doanh nghiệp tốt. Thì chúng ta rút anh Tuấn đi. Rút anh Tuấn đi để đào tạo cho các doanh nghiệp khác. Vậy là chúng ta có được những người về về công trường, về nhà máy, về sản xuất. Thì cái cách làm là như vậy. Nó không, không nhanh được. Và tôi mong muốn là sau 5 năm thì chúng ta sẽ có được một cái bộ như thế. Một cái bộ doanh nghiệp đi hỗ trợ doanh nghiệp. Một bộ doanh nghiệp chúng ta cùng đi hỗ trợ nhau. Và ai, chị Hạnh là người rất giỏi phát hiện là ở doanh nghiệp nào có những cái thế mạnh gì, thì rất giỏi phát hiện cái điều đấy. Và tôi là người đi sau và định hướng để cho họ lên. Và trong cái quá trình họ lên đấy thì họ cũng trưởng thành thực sự. Bây giờ tôi hỏi một câu rất là, bây giờ chúng tôi hỗ trợ bên chỗ anh Tuấn để anh Tuấn nâng cấp lên. Và khi anh Tuấn không có mặt ở trong nhà máy thì cái xưởng đấy, cái nhà máy nó vẫn chạy hiệu quả. Thì anh Tuấn có đồng ý mỗi tuần đi với chúng tôi 2 buổi để hỗ trợ các doanh nghiệp khác không? Yến nhắc lại câu hỏi và bảo anh Tuấn trả lời đi. Dạ em nghe rõ rồi ạ. Vâng, em mời. Và nếu mà có viễn cảnh được đến ngày đấy thì thật sự là 2 ngày 3 ngày em cũng đồng ý ạ. Vâng, anh Tuấn sẵn sàng mấy ngày. Thứ nhất nhé, anh Tuấn nè. Anh Tuấn là đầu tàu. Anh Tuấn là đầu tàu. Cho nên việc đầu tiên ấy, anh phải ghi xuống. Anh phải tin là mình làm được. Tin là chúng ta làm được. Việc đầu tiên là phải tin đấy nhé. Anh tin là anh và đội nhóm của anh làm được. Ok. Việc thứ hai là các bạn NRC hỗ trợ là sẽ làm được.
Việc thứ ba là anh phải hạ quyết tâm là bao giờ chúng ta hoàn thành. Một là tin nhé, hai là có người hỗ trợ rồi, ba là bao giờ hoàn thành. Và hạ quyết tâm ngày đêm làm. Chứ nếu như mà anh hạ quyết tâm nửa vời thì nó không thành đâu, mà nó mệt mỏi. Và đến lúc mà nó không thành, nó mệt mỏi thì nó, cái đội ngũ nó rất dễ bị vỡ trận ấy. Nó bị vỡ ở giữa thì nó rất là nguy hiểm. Nên tôi không muốn nhìn thấy là bị vỡ ở giữa trận, giữa đường. Bởi vì là khi nhân sự mà oải quá thì bị vỡ ở giữa đường mà. Nên cái anh Tuấn cam kết, anh Tuấn tin, anh Tuấn cam kết, anh Tuấn thực hiện dưới NLC khoảng, các bạn thì tình hình này chỉ 6 tháng nữa xong thôi, đúng không? Xong cái quy trình này thì ở bên ISG 1 năm nữa có xong không? Các bạn NLC có cam kết hỗ trợ anh Tuấn không? Đầu tiên là anh Tuấn có tin và cam kết không? Tôi cần một câu xác nhận. Thứ hai nữa là đại diện các bạn NLC, bạn Yến, bạn Phương có cam kết hỗ trợ không? Yến giúp tôi đi, hỏi anh Tuấn chưa? Dạ vâng, em vừa thấy anh Tuấn cười rồi không biết là ý định của anh Tuấn như thế nào ạ? Vâng. Đầu tiên thì em xin khẳng định về cái tinh thần của bên AFG và của em. Thì đó là bên em cam kết sẽ đồng hành cùng thầy Bá, cùng NC Network và sẽ quyết tâm xây dựng quy trình và đội ngũ của công ty ASG để có thể làm được theo những gì mà thầy Bá đã truyền đạt. Anh chưa nói thời gian. Anh chưa. Thời gian thì em xin trong 1 năm nữa. 12 tháng. Okay. 12 tháng. Tuyệt vời. Tuấn ơi. Dạ. Tuấn ơi, nhớ báo cáo anh Ngọc nhá. Dạ vâng ạ. Mà lúc đấy là phải anh Ngọc đồng hành, không phải một mình em đâu. Đúng rồi, rất cần anh Ngọc đồng hành, bởi vì là khi anh Ngọc đồng hành thì anh Ngọc mới hiểu được quy trình, mới hiểu được kịch bản. Không có đến lúc mà anh ấy không hiểu là dưới có những quy trình anh ấy không hiểu, anh ấy bảo hành ra chống đối là chết đấy. Chị Yến hỏi chị Phương cam kết đi. Vâng, em mời chị Phương. Vâng, chị Phương mở mic được không ạ? Vâng, em đang thấy nhiều việc để làm phép. Thì vừa nghe thầy nói thì cũng vừa chat sang cho Yến là chat sang các bạn sale là phải có tình huống sale, rồi xong lại chat sang cho Yến là nhân sự là có bộ tình huống nhân sự. Nên là chắc là tương đối nhiều việc để làm. Rồi mỗi việc thì đều có các bạn ở NC đang là đầu mối rồi. Thôi hôm nay mình xin mạo muội để cam kết với anh Bá, coi như là mọi người đồng ý với ý kiến của mình. Chắc là trong tối thiểu 6 tháng à, 1 năm, thôi không có 1 năm đi. 1 năm lại lý do là vì NC có 3 bà bầu cuối năm nay đẻ, nên là cũng không dám liều thời gian lắm. Xin cam kết với thầy là trong 1 năm nữa thì sẽ xong được tình huống bán hàng và bộ tình huống nhân sự, sẽ có đủ 2 bộ này để áp dụng được cho nội bộ của NC cũng như là để đi lan tỏa để các doanh nghiệp khác. Tôi nghe hình như nghe sai câu hỏi ở đây. Ở đây là hỗ trợ ở bên anh Tuấn làm thành công cơ mà. Mặc định xong rồi thì em đang nghĩ là em bên em phải xong rồi thì bên dám đi hỗ trợ được các doanh nghiệp khác. Thì nếu mà muốn anh Tuấn 1 năm nữa xong thì có lẽ là sẽ phải đẩy thúc nhanh hơn. Còn đương nhiên là khi mà bắt đầu anh Tuấn muốn hỗ trợ thì sẽ luôn sẵn lòng với cả 100% sức lực cam kết là sẽ đồng hành đến khi ra được bộ đấy cho ASG. Phương nên xin cảm ơn anh chị NC Network ạ. Là tháng 1 tuần xuống đấy 1-2 buổi đi. Đi được ạ. Nhưng người xin hẹn anh Tuấn là sau khi mà em quay trở lại. Có bạn Yến không có bầu. Yến chưa có bầu. Yến cam kết 1 năm nữa không bầu. Em cam kết tận mấy năm nữa nên là anh chị yên tâm.
Nó có một cái điều rất là thú vị. Cái công ty của anh Tuấn là công ty sản xuất. Khi mà các bạn dồn sức hỗ trợ bên công ty anh Tuấn làm xong, thì nó là cái khuôn mẫu để áp dụng sang các doanh nghiệp khác. Cho nên làm hỗ trợ anh Tuấn cũng chính là làm cho mình đấy. Thực ra là làm cho anh Tuấn chính là làm cho mình. Đúng không? Và khi chúng ta hỗ trợ anh Tuấn thành công thì cũng là một cái lần chúng ta tự học, tự hoàn thiện bản thân mình. Thì những doanh nghiệp thứ hai, thứ ba nó rất là dễ. Cái điều kiện thuận lợi bây giờ là ở bên công ty anh Tuấn là từ lãnh đạo xuống đến các lãnh đạo, xuống đến các bạn nhân sự cấp trung là đều đồng lòng, rất là tuyệt vời và đang đi theo một hướng. Thế còn những doanh nghiệp mà đang đi theo gọi là hai hướng, ví dụ như doanh nghiệp của chị Hồng chẳng hạn, vẫn đang học ở bên Action Code, vẫn đi theo hai hướng, thì quy về để xây dựng nó thành một chuẩn, một cái bộ ấy là khá là khó. Bởi vì các cái nội dung kiến thức là nó, thậm chí là nó còn không biết lựa chọn cái đường nào và như thế nào. Chị Hạnh đã hiểu vấn đề chưa? Chị Hạnh có thể chia sẻ. Như bên chị Hồng để mà xây dựng ngay là khó nha, nhưng bên anh Tuấn lại có thể xây dựng được ngay. Chị Hạnh chia sẻ cảm nhận của mình về cái thông tin tôi vừa nói. Em đang nghe thầy nói thì gật gù thôi, còn đang đúng là không biết chia sẻ như thế nào. Nhưng thực sự là đối với ASG thì em cũng cảm nhận giống như một cái duyên ấy. Và anh Ngọc cũng rất là quyết tâm. Đi xuống dưới thì nhìn thấy có Tuấn cũng như là các bạn, thực sự mong muốn cái tâm thế cũng như cái suy nghĩ của mọi người bây giờ em cảm giác nó cũng đều giống như của NRC ấy. Nó ở cái tình trạng là không làm không được. Do vậy là cái tư tưởng, tư duy nó rất là rõ ràng. Nên là như có thêm một cái duyên, một cái nguồn động lực nữa là ngoài cái chương trình này thì bên ASG cũng lại đang là đối tượng mà trong 6 tháng tiếp theo sẽ được một đơn vị của Nhật mà cũng do NRC kết nối sẽ xuống để đào tạo. Nên cái cách mà chúng ta đi và xây dựng nó sẽ còn nhanh hơn nữa rất là nhiều. Và em nghĩ rằng đây nó là một cái duyên và là một sự sắp đặt. Và em bây giờ chỉ biết chia sẻ như vậy thôi ạ. Đúng không Tuấn? Chắc chắn là chị nghĩ là nó còn nhanh hơn em ạ. Bởi vì mình là Tây Tàu là đủ cả, phối hợp vào cùng một lúc ấy. Đồng ty kết hợp. Anh Tuấn cùng với đội ngũ của mình xác định 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái tốc độ tăng gấp 3. Thì có nghĩa là mình sẽ nhanh chóng trưởng thành. Khi mình nhanh chóng trưởng thành, mọi thứ của mình nó tăng. Về cái mindset, về nhận thức nó tăng. Về lương thưởng sẽ tăng. Cuộc sống nó sẽ tăng. Cho nên là phải tăng gấp độ, tốc độ gấp 3 lần. Thì xác định rất rõ. Thứ hai nữa là cũng sẵn sàng tuyển dụng những nhân sự khác nữa phù hợp vào cùng với đội nhóm. Và cái vấn đề thứ ba nữa là cũng thông được với chỗ lãnh đạo, tất cả cập nhật những cái thông tin và đưa nó lên cái nhóm để cập nhật. Và khi mà lãnh đạo công chung đưa lên thì ở trên hiểu ngay và làm, thì anh Tuấn chạy theo cái như vậy thì nó sẽ nhanh hơn rất nhiều lần. Thế thì buổi ngày hôm nay là cái buổi mà tôi đã đưa được ra cho anh chị các cái bước để chúng ta xây dựng cái quy trình trải nghiệm khách hàng trong doanh nghiệp. Và mỗi một doanh nghiệp thì có một cái sản phẩm dịch vụ khác nhau, cho nên cái quy trình là không giống nhau. Và để xác định được cái sản phẩm dịch vụ và xây dựng quy trình như thế nào thì anh chị trả lời được dứt điểm cho tôi câu hỏi như sau. Chị Yến ghi giúp tôi ạ. Câu hỏi thứ nhất là mô tả cụ thể, sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp của anh chị cung cấp. Chúng ta phải mô tả được cụ thể cái này đã nhé.
mô tả cụ thể sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp anh chị cung cấp. Anh chị thấy nó có hai phần. Phần thứ nhất là sản phẩm. Và phần thứ hai là dịch vụ. Trong cái quá trình, và tôi tập trung vào vấn đề thứ nhất trước, đó là sản phẩm. Trong cái quá trình chúng ta đi bán hàng, chúng ta hay bị nhầm vào một việc. Ví dụ như bên anh Tuấn là sản xuất cái máy, thì chúng ta đang bị nhầm một việc là chúng ta nói quá nhiều về tiêu chuẩn kỹ thuật, về tính năng của cái máy. Ví dụ cái máy này chạy dòng điện thế nào, kết cấu nó thế nào, sắt thép như thế nào, các cái tiêu chuẩn. Tức là chúng ta nói quá nhiều về cái máy, về các tiêu chuẩn kỹ thuật tạo nên cái máy. Nhưng là người bán hàng, chúng ta không nói thế. Là người bán hàng thì chúng ta chỉ nói là cái máy này nó giải đáp những nhu cầu gì cho khách hàng. Nha, chúng ta mô tả thật kỹ nhé. Chứ chúng ta, người sale, người bán hàng giỏi, người ta không cần mô tả cái máy. Không cần mô tả cái máy tính. Không cần. Mà cần làm rõ được là cái máy tính này mang lại những giá trị gì cho khách hàng. Nhớ nhé, anh chị đừng nhầm về cái kịch bản bán hàng với kịch bản kỹ thuật, nó khác nhau. Bởi vì khi tôi quyết định mua một cái máy tính thì trong đầu tôi đã hình dung ra được cái tiêu chuẩn kỹ thuật của nó rồi, và tôi chỉ cần người bán hàng tích vào đầu tôi là tại sao tôi phải mua cái hàng này thôi. Cái vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật chúng ta không nói kỹ, mà chúng ta chỉ trả lời khi khách hàng hỏi. Nhớ nha. Vậy thì thứ nhất, tôi nhắc lại vấn đề thứ nhất về sản phẩm, thì anh chị trả lời được dứt điểm là mô tả cụ thể về sản phẩm của anh chị. Thì ở đây chúng ta có hai phần mô tả. Phần thứ nhất là mô tả về các tiêu chuẩn kỹ thuật. Phần thứ hai là mô tả về các công năng của nó. Công năng của nó, nó có công năng gì, và chúng ta đánh dấu sao phần công năng. Bởi vì khi đi bán hàng là chúng ta bán công năng, còn cái kia mặc định nó có rồi, không nói nữa. Ok. Đó là về sản phẩm. Thứ hai nữa là về dịch vụ. Thì như công ty của anh Tuấn thì nó gồm cả hai. Sản phẩm là cái máy, đúng không? Dịch vụ là bán hàng và chăm sóc khách hàng. Đấy là dịch vụ. Thế thì thông thường một doanh nghiệp đều có cả hai vấn đề này. Đều có cả sản phẩm và có cả dịch vụ. Vậy thì có những cái sản phẩm nó trừu tượng, có những sản phẩm nó cụ thể. Sản phẩm cụ thể là cái máy, đúng không? Sản phẩm trừu tượng như bên NRC là sản phẩm trừu tượng nhá. Nhưng chúng ta vẫn phải chỉ được ra. Nếu chúng ta không chỉ được ra cái sản phẩm ấy, cái sản phẩm của bên NRC là gì ấy, khi chúng ta không chỉ được ra cái sản phẩm thì chúng ta không biết được là nó mang lại cái giá trị gì cho khách hàng. Cho nên cái câu rất quan trọng là câu hỏi là vậy thì cái sản phẩm của NRC là gì, phải trả lời được. Và vấn đề cái dịch vụ mà chúng ta sản phẩm và dịch vụ, thì cái dịch vụ nó chính là cái hành trình trải nghiệm khách hàng. Đấy là dịch vụ. Dịch vụ chính là hành trình trải nghiệm khách hàng. Cho nên là câu thứ nhất đó là mô tả chi tiết cụ thể về sản phẩm và dịch vụ doanh nghiệp anh chị cung cấp.
làm câu này trước đi, làm thật kỹ, thật chi tiết càng tốt, sau đó chúng ta chỉnh sửa cho nó trau chuốt, chúng ta đào tạo nhau, học thuộc lau lau, đi đâu cũng phát, mở enter và phát là phát bầm bầm như nhau hết, đúng không? Nhưng chúng ta phân đôi nó ra giữa sản phẩm và dịch vụ nó khác nhau. Đó là cái nội dung cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Sau đây thì chị Yến hỏi mọi người giúp tôi cảm nhận về buổi đào tạo ngày hôm nay và mong muốn gì về cái buổi ngày hôm sau, hỏi giúp tôi một vài người. Dạ vâng, cảm ơn anh Bá buổi chia sẻ hôm nay rất là tuyệt vời. Cả những cái bạn mà không làm về sale thì cũng mường tượng ra những cái mà anh Bá đang nói và cũng mong muốn là đội sale thúc đẩy sớm được cái phần này để những cái bạn gà mờ như bọn mình thì đi bán hàng hỗ trợ mọi người cũng được. Thì tiếp theo đây thì em xin mời chia sẻ của các anh chị cũng như là mong muốn của các anh chị cho các buổi sau, thì các anh chị mong muốn là anh Bá sẽ chia sẻ về thông tin về về chủ đề gì thì các anh chị chia sẻ thông tin lại ạ. Em xin gọi theo danh sách và gọi theo đại diện công ty ạ. Trước hết thì em xin mời anh Hiếu công ty 80T ạ. Vâng ạ, em xin phát biểu một số ý kiến là cũng như ban nãy nói rồi là em không chuyên về sale, về kinh doanh. Em chỉ chủ yếu biết về kỹ thuật thôi và cũng đang tập tành làm quản lý một tí. Thì thế nên là cũng hơi tiếc là trong cái chủ đề này nó không phải là chuyên môn, em cũng không có kinh nghiệm gì nhiều để có thể trao đổi được và cũng như là chia sẻ với mọi người. Thế nên là nhưng mà những cái kiến thức về quy trình bán hàng này thì em thấy rất là hay và bổ ích. Thì em hy vọng sẽ sớm được áp dụng vào trong một cái lĩnh vực mới nào đấy, là trong một cái dịp cơ hội nào đấy để em sẽ áp dụng vào. Còn về bản thân mong muốn của em thì cá nhân em thôi, thì em đang rất thích nghe về những vấn đề về quản lý, về con người, về nhân sự hay những vấn đề về quản lý về tài chính. Thì đấy là những cái bản thân mà em rất thích về những vấn đề đấy ạ. Đấy. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Hiếu ạ. Em mời đại diện công ty ASL ạ. À, vâng ạ. Qua buổi học hôm nay thì bên em cũng đã có được hai thu hoạch rất là lớn. Thứ nhất là xây dựng cái kịch bản bán hàng. Và thứ hai là cái như thầy Bá nói là mình đã tổng hợp hết tất cả các cái sản phẩm và dịch vụ của mình và mình nên giới thiệu với khách hàng như thế nào. Ngoài ra thì đối với bên em thì cũng đang có vừa rồi là có một cái thương hiệu sản phẩm mới. Thì hiện tại cũng rất là muốn tìm cách để giới thiệu đến thị trường. Thì những cách phổ biến hiện tại đang làm thì là thứ nhất là xây dựng trang web thật là tốt, thứ hai là cũng giới thiệu tới các cái khách hàng mà mình đã quen biết, thứ ba thì cũng gửi lên các cái hội nhóm trên Facebook. Thì buổi trước thầy có nói về marketing, thầy có nói về sơ bộ về marketing, có marketing nội bộ, marketing truyền thông ra bên ngoài và biến mỗi nhân viên thành một người làm marketing riêng. Thì buổi trước thầy cũng có nói là tương lai thì thầy sẽ nói sâu hơn về vấn đề marketing nữa. Thì em cũng hy vọng là sắp tới thì thầy có thể chia sẻ thêm về các cái vấn đề về marketing ấy, để bên em có thể giới thiệu cái sản phẩm, cái thương hiệu mới của bên em được tốt hơn. Dạ, em xin hết ạ. Vâng, em cảm ơn anh Bá. Em mời đại diện công ty NC thì em mời chị Phương ạ. Em đang bảo là em giấu mặt đi để Yến có thể gọi thêm các bạn khác, chứ buổi nào cũng được phát biểu như thế này các bạn khác không có cơ hội để thể hiện ý kiến. Là thôi xin nhờ Yến là sau khi mà mình phát biểu ngắn gọn thì nhờ Yến mời đại diện bên sale có Huệ, đúng không? Em nghĩ rằng là 10 năm nay là tròn 10 năm em ở NC thì cũng thấm những gì mà anh Bá đã chia sẻ ngày hôm nay về việc và suy nghĩ để làm thế nào để công việc của mình tốt lên. Nó không phải là vì lương của mình mà vì mong muốn là cả hệ thống của NC tốt lên và từ đó đem được những giá trị có ích cho khách hàng. 10 năm nay là em đã chiêm nghiệm được điều này. Và em nghĩ rằng đây là con đường mà
Đúng, tôi cũng giống chị Hạnh là em chỉ làm theo bản năng thôi. Nhưng mà càng cứ mong mỗi năm trôi đi thì cái bản năng nó đang dẫn mình đi những hướng thì càng về quyết tâm hơn mình sẽ đi theo con đường này. Và em nghĩ rằng là mình sẽ vẫn theo đúng chương trình ban đầu là sẽ theo anh Bá trọn đời để học từ những gì anh Bá chia sẻ. Có thể mình trong mục tiêu trong 5 năm, 10 năm nữa là sẽ trở thành coach để có thể đi hỗ trợ cho các doanh nghiệp khác trong việc đào tạo. Thì xin được mong muốn tiếp tục nhận được sự hướng dẫn của thầy Bá cũng như sự đồng hành hỗ trợ của tất cả các anh chị. Cảm ơn ạ. Vâng, em cảm ơn chị Phương. Vậy thì em xin phép mời thêm một đại diện sale ở bên NC nữa. Thì mời bạn Huệ. Huệ ơi, bật mic lên Huệ ơi. Em xin chào anh Bá và tất cả các anh chị ạ. Cảm ơn thầy vì một buổi học tuyệt vời. Hôm nay thì em nghe thì em có nghĩ lại một quá trình mà thầy đã dạy cho chúng em. Thực ra là cái vấn đề về kịch bản và xác nhận gọi là xây dựng các trường hợp mà kể cả là cả là rủi ro ấy, khi chúng ta làm một việc gì đấy thì thầy đã dạy rồi. Tuy nhiên chắc đây là một cái ẩn ý gì đấy mà để ngày hôm nay là trong cái việc là đào tạo về quy trình bán hàng thì thầy có đưa cái này vào để bọn em nhận ra được rằng là cái này cần thiết phải làm. Vì đợt trước thì bọn em được học và bọn em cũng có làm trong một vài dự án là cũng có kịch bản, cũng có những cái bộ câu hỏi này cần thiết khi mà khách hàng trả lời chẳng hạn thì mình có. Nhưng mà bọn em làm nhưng mà chưa được sâu. Có nghĩa là làm chưa sâu và chưa có cái bước đào tạo. Vậy nên là khi mà lúc đoạn thật đầu thầy nói thì em cũng đã suy nghĩ về vấn đề sale của bên em. Ngoài ra thì cũng có suy nghĩ thêm là ngoài cái việc sale thì các bộ phận phòng ban khác thì cũng có thể xây dựng được quy trình cũng như là các kịch bản để đối ứng tránh cái việc là chúng ta phải mất nhiều thời gian để xử lý những cái vấn đề mà đáng lẽ là chúng ta có thể chuẩn bị được trước mà chúng ta lại bị mất đi cái thời gian vàng để chốt với khách hàng hay làm việc với khách hàng ấy. Thì ngày hôm nay thì sau khi bài học của thầy thì bọn em sẽ có những cái hệ thống lại để làm tốt hơn, sâu hơn nữa cho cái công việc của bên em là công việc sale của bên em là gì ạ? Em cảm ơn thầy rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều các anh chị trong cái buổi ngày hôm nay. Thực ra thì các cái kịch bản này tôi đã hướng dẫn các bạn NLC một lần rồi, nó đã dừng lại ở con số gần 20 kịch bản rồi đấy. Bây giờ cứ tổng hợp lại nữa là xong thôi. Thì rất là cảm ơn các anh chị đã tham dự cái buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều các bạn bên NLC. Hẹn gặp lại các anh chị trong tuần sau nữa. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Vâng, em cảm ơn anh Bá. Thì trước khi kết thúc buổi chia sẻ hôm nay thì em xin phép thông tin lại các anh chị một lần nữa. Thì buổi thứ năm tuần sau thì bên em sẽ có buổi đào tạo tập trung bên SG. Thì em xin phép sẽ tạm nghỉ đối với các doanh nghiệp chung giống ngày hôm nay ạ. Thì em xin phép tạm nghỉ và tập trung vào đào tạo cùng bên SG. Sau đấy ta sẽ hẹn gặp lại các anh chị vào thứ năm của tuần sau nữa. Và em sẽ thông tin lại buổi này, buổi tổng kết ngày hôm nay cũng như là link của tuần kế tiếp nữa và trong nhóm để các anh chị cùng theo dõi ạ. Và các anh chị cùng với cả nhóm nhân sự của mình thì mời các anh chị thông tin cùng với các bạn ấy cùng tham gia vào buổi ngày hôm nay, buổi giống như ngày hôm nay để mọi người có thể là cùng nhau làm thì nó sẽ nhanh hơn so với việc là chỉ có một người đại diện trong công ty tham gia thì cái bước truyền đạt lại nó sẽ không được 100% giống như là anh Bá chia sẻ lại. Thì mong là các anh chị có thể cùng đội ngũ nhân viên của mình tham gia vào cái buổi chia sẻ giống như ngày hôm nay ạ. Cảm ơn các anh chị ạ. Yến ơi, tức là thứ 5 tuần sau sẽ là buổi đào tạo chuyên sâu cho ASG đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Thế ví dụ trong trường hợp những doanh nghiệp nào đấy mà người ta cũng muốn đăng ký đào tạo chuyên sâu thì làm sao nhỉ? Đối với những doanh nghiệp mà muốn đăng ký đào tạo cho đội ngũ nhân sự của bên mình thì các anh chị thông tin lại cho em hoặc là đăng ký trên nhóm doanh nghiệp thì bên em sẽ chủ động liên hệ lại để có được cái buổi gặp mặt cũng như là trao đổi để gọi là có một buổi khám bệnh trước là xem các những cái vấn đề mà các anh chị đang gặp phải như thế nào. Sau đấy thì bên em sẽ hỗ trợ cùng các anh chị vào những cái buổi cố định nào đó trong tháng, có thể là thứ năm tuần nào đó trong tháng để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau để giúp cho các anh chị được phát triển hơn nữa trong đội ngũ nhân sự cũng như là về
tài chính và một số những cái lĩnh vực khác trong công ty. Em cảm ơn anh Bá. Cảm ơn mọi người. Anh Bá, cảm ơn mọi người ạ. Em xin cảm ơn mọi người ạ. Em xin cảm ơn thầy và các anh chị. Em cảm ơn thầy ạ. Em cảm ơn tất cả mọi người. Chào mọi người ạ.